Kính chào quý vị. Trước đây, tôi đã gửi đến cho quý vị một vài bài viết của những người được gần gũi tướng Ngô Quang Trường. Mỗi người đều nói đến những cái hay, cái đẹp của tướng Ngô Quang Trường. Mà nói hoài thì không hết vì mỗi người nhận xét một khía cạnh tốt hay của ông tướng lừng danh này. Hôm nay tôi xin gửi đến quý vị bài viết của ông Phan Nhật Nam. Ngô Quang Trường, Cổ Kim Như Danh Tướng Năm 1963, phi trường Biên Hòa nằm im dưới nắng khô rốc như một khoảng sân gạch nung chín. Hơi nóng từ phi đảo do những tấm vị sắt PSP ghép vào nhau, bốc lên lớp khí lung linh hừng hực như làn khói từ một đám cháy âm ỉ đâu ở dưới mặt đất ngọn núi bửu long bên ngoài hàng rào sân bay với hàng cây trên sườn núi đỉnh đồi cũng không cho thêm độ xanh tươi im mát của thiên nhiên mà chỉ tăng phần trần trụi của khu vực gió khô thổi từng chập tung bụi đỏ dọc theo con đường đất chạy quanh phi trường Lây động lật bật những tấm che chắn tháo gỡ Từ những thùng giấy Ghép lại với nhau làm lều tạm trú Cho đám lính canh giữ vòng đai an ninh Chiếc xe Jeep mang phù hiệu nhảy dù Với con số 5 màu đỏ nơi tấm kiến chắn gió Chạy chậm chậm trên đường vòng đai Là điểm linh động duy nhất của toàn cảnh tượng đám lính từ trong những căn lều tạm trú lần lượt hiện ra. Đứng nghiêm theo lệnh hô của người chỉ huy, chào tay lên vành mũ sắt, đợi chiếc xe đi tới. Thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 nhảy dù, ngừng xe xuống ở mỗi vị trí gác. Ông đi thẳng, bước nhẹ, đến trước mỗi hàng quân, chào tay rồi nói nhỏ với người chỉ huy. Cho anh em nghỉ, nhìn thẳng mắt vào mỗi người lính. Ông hỏi chuyện thân mật như với người thân. Nóng quá, anh em có đem đủ nước uống không? Nhớ chùi xuống, thông nòng cho sạch nhé, đừng để bị đất bụi bám vô. Sau khi hỏi thăm đủ đến mỗi người lính, ông lại chào tay trước khi bước lên xe. Chiếc lưng và thân người thẳng đứng lưng áo tác chiến hoa nhảy dù bó căng thân thể cao gầy do bị thương từ một xô nhảy dù bồi dưỡng nay phần thân trên phải chịu bó cứng trong một lớp áo giáp bột thạch cao nắng nung khô áo vải hoa dù ni lông như lớp bánh tráng nướng chín nhưng mỗi ngày hai lần thiếu tá ngô quang trưởng tự thân đi vòng quanh phi trường để kiểm soát đơn vị đang giữ nhiệm vụ ứng chiến an ninh. Chiều hôm nay thứ bảy, sao anh không để ông phó đi thay? Người lại bị bó bột như vậy nóng chịu sao nổi? Đại úy Ngô Xuân Nghị, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 dù đơn vị chung chiến đoàn, cùng chịu trách nhiệm an ninh phi trường Biên Hòa, tỏ ý ái ngại khi thiếu tá trưởng ghé qua thăm đơn vị này sau lần kiểm soát cuối ngày binh sĩ anh em người ta còn phải chịu nóng cực hơn mình nhiều thiếu tá trưởng ngồi xuống chiếc ghế gỡ nón sắt đặt xuống bên cạnh nét mặt nghiêm nghị trầm tư đến chiều tối viên sĩ quan trực tiểu đoàn 7 khi ghé qua văn phòng tiểu đoàn trưởng để trình ký văn thư anh vẫn thấy người tiểu đoàn trưởng đơn vị bạn ngồi ở vị thế và cách thức lúc ban chiều chiếc nón sắt đặt ở bên cạnh lưng thẳng cứng sắc mắt nhìn nghiêm lạnh chỉ khác chai scott để trên bàn đã vơi quá nửa khi đi ra khỏi văn phòng gã thiếu ý trẻ tuổi có ý nghĩ chắc ông ấy uống rượu là uống cho có vậy thôi chứ ai ngồi uống với bạn mà im lặng đến thế hẳn ông đang gặp điều buồn phiền nhưng không nói ra chăng và có thể sau này gã sẽ quên đi nhiều chuyện nhưng sắc mặt nhìn của người ngồi trước ly rượu kia sẽ ghi dấu với gã rất lâu viên thú ý nghĩ thầm và tin chắc mình đã có nhận xét chính xác lần giữ vững thứ nhất bắt đầu năm 1963. Tình hình quân sự miền Nam đã có những chỉ dấu suy thoái. Lực lượng du kích địa phương Cộng sản được thành lập từ hai năm trước với những vũ khí đơn sơ tự chế tạo như súng ngựa trời, đạp lôi, mìn bẫy nay được tăng cường thêm thành phần cán bộ hồi kết lẫn cán bộ Bắc Việt mới xâm nhập cùng với những vũ khí mới hữu hiệu nhất do khối cộng sản viện trợ. Lực lượng này biến cuộc nổi dậy của du kích địa phương nên thành một cuộc chiến tranh bán quy ước, chuyển qua giai đoạn chuẩn bị tấn công lật đổ chính quyền hợp hiến miền Nam. Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao, Tư lệnh quân khu 4 giữ trách nhiệm an ninh quân sự toàn vùng châu thổ sông Cửu Long, nắm quyền tư lệnh ngày đầu năm Dương lịch 1 tháng 1 năm 1963. Tướng Cao nhận nhiệm vụ vốn không hoàn toàn do từ khả năng chỉ huy cần có đối một tư lệnh vùng. Nhưng vì là người trung tín của Tổng thống Diệm, lại được lòng của Tổng giám mục Ngô Đình Thục, giáo phận Vĩnh Long, nơi đồn trú của sư đoàn 9 bộ binh, một đơn vị nòng cốt của vùng. Hơn thế nữa, tướng cao còn được lòng tin của cố vấn chỉ đạo Ngô Đình Cẩn bởi gốc người Phú Cam, Huế, Đồng Hương, Đồng Đạo với cố vấn. Thiếu tướng Cao cũng là thành viên trong quân ủy Trung ương Đảng Cần Lao cho cố vấn Ngô Đình Nhu sáng lập lãnh đạo. Từ vị thế vững chắc về mặt chính trị này, nên tướng Cao không mấy quan tâm năng nổ trong nhiệm vụ điều quân dẹp loạn mà mục tiêu trước tiên là làm vừa lòng những người đỡ đầu quyết định về sự nghiệp công nhanh của ông thế nên về phương diện quân sự ông phải làm thế nào để vùng trách nhiệm có được tiếng an ninh trong báo cáo gửi về dinh độc lập để nơi đây chuyển đến tòa đại sứ mỹ làm yên tâm ông đại sứ vốn là người bảo thủ được dẫn chứng qua giai thoại đại sứ noting cho thay thế bức hình tổng thống Thomas Jefferson nơi phòng làm việc bằng bức họa tổng thống George Washington bởi vị tổng thống tiên khởi này ít có tính chất tranh biện không muốn nghe những lời phê phán chỉ trích để tỏ rõ tinh thần thái độ bảo thủ tích cực này trong một buổi họp mặt phù luân hội chi hội Sài Gòn ông đại sứ thay mặt chính phủ Mỹ ở Việt Nam đã tin tưởng tuyên bố quả thật đã có một sự chuyển mình kỳ lạ ở nơi đất nước này. Nếu như người hay chỉ trích chính phủ có được quyết tâm phục vụ cho chế độ. Thế nên, Dinh Độc Lập cố gây ấn tượng cho vị đại sứ yên lòng truyền tiếp những tin tức mà ông đánh giá là tiến triển tốt về phòng tình hình tòa bạch ốc. Để tại đây, Trung tâm Chỉ đạo Chiến tranh Việt Nam với John F. Kennedy, vị Tổng thống đời thứ 35, nhân dáng điển hình cho sự mạnh đang lên của Mỹ. Căn cứ từ những báo cáo kể trên, có thể nói lên lời thẳng thừng. Tôi sẽ rút ra khỏi Việt Nam sau năm 1965 và bất kể phải mang tiếng là người nhượng bộ Cộng sản đi chăng nữa với người bạn thân thiết, Ken Donnell. Nhưng giữa những báo cáo như trên của tòa đại sứ và thực tế chiến trường do các phóng viên David Hobbeston, Neil Sheehan, Sally Moore viết lại theo lời tường thuật từ những viên cố vấn này tuổi khoảng 30-40 tràn đầy năng nổ tự tin cao độ cách tự tin có tính di truyền của dòng giống da trắng thượng hạng sau ba thế kỷ thống lĩnh thế giới với chủ nghĩa tư bản cũng chỉ là biến thái quá độ từ chế độ tư bản tây âu nay hiện thực quyền bá chủ thế giới trên tất cả các lãnh vực qua tác động quyết định của đồng đô la mỹ những cố vấn mỹ trẻ tuổi này tự đánh giá bản thân là những nhân vật ngoại hạng. Và vì văn hóa cũng chỉ là một kỹ nghệ được tận dụng tới nơi tới chốn theo cách định nghĩa của Robert Lechkman, nên loại mẫu mã y như thực kia qua kỹ nghệ văn hóa tiêu thụ được tổ chức cao từ lối sống Mỹ đã biến tướng nên thực theo một diễn tiến tự nhiên vô cùng hợp lý chuỗi biến tướng kia hiện thực qua tập thể viên chức tòa đại sứ từ cấp cao nhất đến nhân viên điều hành thành phần cố vấn mỹ ở các đơn vị quân đội việt nam cộng hòa những chuyên viên bình định tình báo chính trị thuộc các phòng sở thuộc quyền điều động bởi tòa đại sứ ở sài gòn phóng viên những nhật báo tuần báo lớn hãng thông tấn cho tài phiệt mỹ nắm giữ tất cả tập họp đông đúc đa dạng này tự động biến tướng nên thành những nhân vật huyền thoại loài người có khả năng thay đổi giải quyết tất cả mọi tình huống đi đến mức độ tự cho mình có trách nhiệm nghĩa vụ mang vác vận mạng của toàn thế giới của mỗi dân tộc mỗi con người cho nên tên cố vấn john paul van lúc đó chỉ là một sĩ quan cấp tá trong thời điểm đó nói với david hoberstein về trị giá của người việt người lính quân lực việt nam cộng hòa như sau nơi miền nam với một chủng loại người thuộc một dân tộc kém cỏi chỉ có thể là những người tình hảo hạng nhưng không thể là những chiến sĩ can đảm được tuy nhiên nếu như được huấn luyện và thúc vào đít thì có thể khá hơn thái độ này không khác xa với những ông quan xuất thân từ quân đoàn viễn chinh hoặc bộ thuộc địa đế quốc pháp đánh giá những kỳ hào tổng lý cai đội khố xanh khố đỏ người việt ở thế kỷ trước thế nhưng giữa những người mỹ khác biệt nhau về chức vụ công tác phương tiện diễn đạt cách thức thực hiện cho dù họ chỉ nhắm đến một mục tiêu duy nhất tối thượng bảo vệ quyền lợi của xã hội mỹ người lính của quân đội mỹ cách đánh giá cuộc chiến tranh mà họ bày ra ở việt nam lại theo những quan điểm hoàn toàn khác hẳn điển hình cho sự phân hóa này là bản thân tổng thống kennedy cũng đã phải hơn một lần kêu lên với các phụ tá có phải các ông đã đến và trở về cùng một đất nước đó phải không bởi vì khi đọc hai báo cáo tình hình quân sự chính trị xã hội hoàn toàn đối nghịch trước khi có quyết định chấp thuận hay gạt bỏ dự mưu lật đổ tổng thống ngô đình diệm và khi cần có chọn lựa chung quyết đối với sự kiện nghiêm trọng này thì vị tổng thống được tiếng bản lĩnh sắc sảo kia phải thốt lời thở than với một người bạn. Chính phủ của tôi bị vỡ toang ra rồi. Khi nghe những ý kiến đánh giá hoàn toàn mâu thuẫn của những thành viên nội các về cùng một vấn đề, một đối tượng lượng định tình thế Việt Nam. Trong tình hình phân liệt từ thượng tầng lãnh đạo đến thành phần chỉ huy, trung cấp như vừa kể ra, chính phủ Mỹ nơi chính quốc trốn xa đất nước Việt Nam nửa vòng thế giới, lại muốn toàn quyền chỉ huy quyết định về một cuộc chiến dai dẳng thiệt hại nhất hao tốn những số lượng tài chính khổng lồ qua tận dụng tiêu phí nguồn vật lực khí tài tưởng như bất tận và điều động một khối nhân lực đắt giá nhất của quân sự thế giới. Và chỉ một thứ không được người Mỹ kể ra khi kết toán chiến tranh Việt Nam, đó là sinh mạng dân và lính của quốc gia gọi là Việt Nam Cộng hòa với những tổn thất không thể nào bồi hoàn đối với toàn dân tộc này nếu tính cả hai miền Nam Bắc. Lẽ tất nhiên trách nhiệm về phía người Cộng sản lại là một vấn đề khác. Mà cho đến nay, gần 30 năm sau ngày ký Hiệp định Tái lập Hòa bình tại Việt Nam, 27 tháng 1 năm 1973, vẫn chưa có kết luận chung nhất. Huống hồ, lúc chiến tranh đang được thử nghiệm vào thời đoạn bắt đầu thập niên 60. Trận Ấp Bắc mở màn ngày 2 tháng 1 năm 1963 là một trận chiến điển hình của giai đoạn vừa kể ra trên. Mà từ đó, góp phần vào việc thành hình những quyết định chính trị, quân sự quan trọng của chính phủ Mỹ dẫn dắt đến lần chung cuộc của miền Nam vào năm 1975. Cũng nói rõ một điều trận đánh xảy ra chỉ sau ngày tướng huỳnh văn cao nhận nhiệm vụ một ngày và cao điểm chiến trường xảy ra vào ngày cuối tuần thứ bảy ngày mùng năm và chủ nhật ngày mùng sáu tháng giêng dương lịch khi tướng cao chỉ huy cuộc hành quân truy kích lực lượng cộng sản có một yếu tố ít ai để ý cho dù người nhạy cảm nhất đấy là ngày n của cuộc hành quân là ngày 3 tháng 1, sinh nhật Tổng thống Ngô Đình Diệm. Không biết phía bên nào đã chủ động giăng ra cái bẫy hào nhoáng 3 tháng 1 này. Nhưng chắc một điều, ngày en của cuộc hành quân đã không còn là một điều bảo mật quân sự. Được tin quân báo khoảng hơn 100 lính Cộng sản của hai đại đội trừ, bố trí dài theo các ấp chiến đấu ấp Bắc, Tân Thới, thuộc xã ấp bắc quận tân an tỉnh mỹ tho khoảng 40 dặm tây nam sài gòn ngày 2 tháng 1 năm 1963, đại tá bùi đình đạm tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh sử dụng một tiểu đoàn cơ hữu trực thăng vận xuống bãi đáp phía bắc mục tiêu từ đây đánh vào ấp bắc băng qua những khu đồng ruộng trống trải sau mùa gặt lực lượng địa phương gồm hai tiểu đoàn bảo an tỉnh mỹ tho do thiếu tá lâm quang thơ chỉ huy di chuyển từ phía nam làm thành phần trận bít không cho bộ đội cộng sản rút ra hướng này đại úy lý tòng bá điều động đại đội bảy cơ giới gồm bốn chi đội thiết vận xa m một trăm mười ba dự trù tấn công dứt điểm mục tiêu từ hướng Tây. Khoảng đồng ruộng phía đông được bỏ trống để đánh lừa thành phần bộ đội Cộng sản tháo chạy khỏi ấp Bắc và sẽ là mục tiêu để phi pháo dứt điểm, tiêu diệt đối phương. Cuộc hành quân đặt dưới quyền chỉ huy tổng quát của tướng Huỳnh Văn Cao, tư lệnh quân khu với ngày chiến thắng dự trù 3 tháng 1 để dâng lên tổng thống một món quà sinh nhật có ý nghĩa. Nhưng sự thể hoàn toàn không đúng như chủ liệu đối với cả hai bên lâm chiến. Về phía cộng sản, lực lượng bố trí tại ấp Bắc không chỉ là quân số hơn 100 của hai đại đội địa phương như ước tính ban đầu. Từ phía bộ tư lệnh quân khu 4 sư đoàn 7 mà là hơn 300 quân cộng sản của hai tiểu đoàn chủ lực 514 và 316 thuộc vùng Tiền Giang, Đồng Tháp. Đạo quân này chiếm giữ địa thế thuận tiện dọc theo những bờ kinh chủ động tổ chức thế trận kiểm soát toàn bộ xạ trường bãi đáp của đơn vị bộ binh sư đoàn 7 được trực thăng vận đến. Theo thuật ngữ quân sự, khi bãi đáp bị hot landing zone, tức là đã lâm tình trạng nguy hiểm bất lợi nhất đối với một cuộc hành quân trực thăng vận. Vào năm 1963, chiến thuật này đang ở giai đoạn thử nghiệm và trận ấp bắc lại là một trong những lần thao dượt đầu tiên và qua báo chí với đối tượng là quần chúng tại Mỹ thì cuộc hành quân trực thăng vận lại được viết lại một cách tuyệt vời như sau đi ra trận trên trực thăng giống như ngồi ghế dành riêng cho báo chí dự khán một trận football và thế rồi thấy ở dưới kia một tên việt cộng chạy loạn choạng ngả nghiêng trên đồng ruộng trực thăng xa xuống đuổi theo cảnh mô tả của Hal Burton, nhân ngày sinh nhật 28 tuổi được ông thầy John Paul Van cho đi theo dự cuộc săn người như bọn lãnh chúa thời trung cổ dùng chó săn tù nhân để giải trí trận chiến không cân sức này vì một bên chỉ là đám du kích ngu ngơ như vừa mô tả ở trên một bên lại được cố vấn mỹ tận tình làm thầy chỉ dạy cách đánh giá của hobbuston về van nói riêng và các cố vấn mỹ nói chung đồng thời được yểm trợ phi pháo tối đa đáng lẽ ra kết thúc mau chóng với thắng lợi dễ dàng, vẻ vang như cách kể lại của Boston hoặc như trong phim chiến đấu bộ phim truyện chiến tranh dài nhiều kỳ chiếu trên TV đài 11 của quân đội Mỹ ở Việt Nam. Nhưng khi vị sĩ quan Việt Nam chỉ rặt một loại Reckley as Little Bastard, đây là chữ nghĩa của Neil ký giả hãng thông tấn UPI nên kéo theo lần chết chóc thất bại cho cố vấn quân đội Mỹ làm hư hỏng ước tính chiến lược chính trị của chính quyền Mỹ. Và khi trận chiến kết thúc, tướng Cao báo cáo về Bộ tổng tham mưu và dinh độc lập những chiến thắng to lớn. Tướng Paul Hawkins, tư lệnh MACV, tiếp lời gửi về ngũ giấc đài đến tướng Maxwell Taylor, tham mưu trưởng liên quân và bộ trưởng quốc phòng McNamara, những tin tức thắng lợi có tính khả quan. Viên bộ trưởng tài giỏi này liền ra lệnh đô đốc Harry Felt, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương đến ngay Sài Gòn, hai ngày sau để xem xét sự thực chiến thắng. Vị đô đốc đưa ra nhận định đó là một chiến thắng của quân đội Việt Nam Việt Nam vì quân Cộng sản đã bỏ vị trí mà chạy. Nhận định được quan chức quân sự, chính cách cao cấp người Mỹ tán đồng vì họ cho rằng theo chiến tranh quy ước, khi địch quân bỏ vị trí, tức là quân chính phủ đã thắng lợi. Nhưng viên trung tá John Paul Van, cố vấn của đại tá Bùi Đình Đảng, thì lại có nhận định khác hẳn và chuyển cho báo chí bản đánh giá của riêng mình về cuộc hành quân đấy là một cuộc trình diễn thảm hại chẳng ra cái đích gì cả vài tháng sau khi bị mất chức viên sĩ quan này tấn công thẳng thừng giới chức mỹ lẫn việt tòa đại sứ ở sài gòn và washington y cho rằng thành phần lãnh đạo Mỹ muốn lấp liếm sự thật về chiến tranh Việt Nam do từ tham vọng quá độ, muốn dựng lên một cách giả tạo thành quả cụ thể chắc ăn. Về phía chính phủ Sài Gòn thì Tổng thống Ngô Đình Diệm bị cáo buộc cố duy trì tình trạng bất an ninh để nhận tiền viện trợ Mỹ. Chẳng biết căn cứ vào đâu, tên Van cho rằng thay vì thả tiểu đoàn một dù xuống phía đông của ấp bắc để chặn đường tháo lui của lực lượng cộng sản thì tổng thống diệm lại ra lệnh thả xuống phía tây vào lúc trời hoàng hôn gây nên cảnh giao tranh hỗn loạn giữa hai đơn vị bản quân dù và sư đoàn bảy bộ binh sự nhầm lẫn cố ý này được phạm phong dinh kể lại trong quân lực việt nam cộng hòa trong cơn bão lửa trang 118. Đối với những nhân sự trực tiếp tham dự trận đánh, cũng có cách tường thuật đối nghịch. Đại úy Lý Tòng Bá, đơn vị trưởng đại đội 7 cơ giới chiến xa, thì cho rằng thiệt hại hai bên ngang nhau. Đại đội của ông mất 8 xạ thủ đại liên, phía cộng sản để lại 8 xác chết đếm được. Đại úy Bá nói thêm, Sở dĩ các xã thủ Đại Liên bị thiệt mạng là do Bộ Tổng Tham mưu không lưu ý. Phiếu trình của ông về việc thiết trí các tấm chắn đạn trên pháo tháp của xe M113. Cũng một phần địa thế không thuận tiện, nên ông đã phải bố trí các thiết vận xa theo đội hình hàng dọc, khiến cuộc điều quân bị chậm chạp khác với lần động trận sau này, ông đã bố trí chi đoàn thiết vận xa theo đội hình hàng ngang, thêm đơn vị biệt động quân của đại úy Sơn Thương Tùng Thiết. Nên ông đã đấm một quả thôi sơn vào mặt Việt Cộng với chiến thuật điều quân nhanh chóng hiệu quả. John Scanlon kể lại chuyện này cho John Paul Van. Van truyền lại cho những đệ tử thân tín trong báo giới những gã này tiếp đưa lên báo và sau này viết thành sách, được giới phê bình Mỹ đánh giá. Một cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam, tuyệt tác nhất. Báo Chicago Sun Times đánh giá về Việt Nam ở History của Stanley Karnow Nhưng dù có ác tâm, thiên kiến bao nhiêu, những cây viết trung trực giỏi giang kể trên của báo giới Mỹ cũng không thể có một lời xuyên tạc nào đối với tiểu đoàn một nhảy dù đơn vị chịu hoàn cảnh tác chiến bất lợi nhất thả xuống trận địa lúc trời sập tối không định rõ được địa thế vị trí quân bản và tất nhiên cũng chịu thiệt hại lớn nhất chết 19, bị thương 33, gồm đại úy nguyễn trung hiếu chỉ huy đại đội nhảy xuống đầu tiên và viên trung sĩ cố vấn Mỹ. Phía Mỹ bị thiệt hại năm trực thăng và những phi hành đoàn đồng từ trận. Báo cáo về kết quả trận đánh không chỉ giới hạn trong phạm vi quân sự, những thành phần chống đối chiến tranh Việt Nam hoặc có hiềm khích với cá nhân Tổng thống Diệm, vợ chồng Cố Vân Nhu, nhân cơ hội nại cớ chính quyền miền Nam bất lực, thúc giục Tổng thống Kennedy quyết định loại bỏ người khai sinh nên nền Cộng hòa miền Nam. Tân đại sứ Henry Cabot Lodge đến Sài Gòn tháng 8 năm 1963 bật đèn hiệu cho đám tướng tá để thực hiện âm mưu nhẫn tâm vụng về này mà thật sự đã có mầm mống sâu xa từ nhiều phía. Trước tiên phải kể đến Avril Harriman, sau này là đại sứ toàn quyền của chính phủ Johnson, 1965. Người được đánh giá là một nhà ngoại giao đa năng, tinh khôn, qua chủ trương hòa hoãn với phe Cộng sản. Cụ thể là với Liên Xô từ những năm 40 khi là đại sứ ở đây, và sau này, năm 1963, khi thương thảo cùng liên xô về hiệp ước ngưng thử vũ khí nguyên tử hoặc đồng thuận cùng trung cộng về một giải pháp trung lập lào có thêm sự tán đồng mạnh mẽ của phụ tá bộ trưởng ngoại giao chester bolles với lời nói tin tưởng biện pháp trung lập hóa lào là mẫu mực mở rộng toàn vùng đông nam á và nhất là roger hillsman Thứ trưởng Ngoại giao, đặc trách Đông Nam Á vụ. Nhưng bởi Tổng thống Diệm lại hoàn toàn phản đối quan niệm này vì trung lập hóa Lào, tức là bật đèn xanh cho bộ đội Bắc Việt xâm nhập vào Nam theo đường Hồ Chí Minh, chạy dọc theo sườn Tây Trường Sơn. Từ đèo ngang, Bắc Đồng Hới, đoàn xâm nhập rẽ vào đất Lào, thay bộ đội xanh của bộ đội phá thét Lào và chiếc nón lưỡi trai. Rồi từ đó đi theo hành lang an toàn. Do phạt Thét Lào chiếm đóng kiểm soát để về Chê-Pôn, đi sâu xuống vùng ba biên giới, chấm dứt nơi điểm hẹn Lộc Ninh, hớn quản của miền đông Nam Bộ. Từ khác biệt quan điểm chiến lược, chính trị, đến những hiềm khích mang sắc thái cá nhân, tất cả đồng bùng nổ không che giấu khi có hoàn cảnh thuận tiện. Và trong chính giới Mỹ, sự mâu thuẫn về chính sách lại càng nổi bật qua sự kiện phản ảnh, tính cách, phản ứng, quan điểm khác biệt giữa những cá nhân. Avril Harriman đã thẳng thừng từ chối chờ đại sứ Notting từ Tòa Bạch Ốc về trụ sở Bộ Ngoại giao sau một phiên họp vì vị đại sứ đã cực lực chống đối giải pháp thay thế lật đổ tổng thống Diệm và Roger Hilsman là tác giả bức công điện ngày 24 tháng 8 năm 1963 gửi về tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn để nơi đây bật đèn tín hiệu cho đám tướng tá giờ quyết định hành động bức điện văn tai họa này sau đó chính Tổng thống John Kennedy phải nhận định lại là một sai lầm nghiêm trọng vì lúc ấy ông đang nghỉ mát tại Capricorn nên nghĩ rằng các cố vấn cao cấp như Ngoại trưởng Dean Rush, Bộ trưởng McNamara, Đại tướng Taylor đồng chấp nhận. Hóa ra tất cả chỉ do từ bộ ba Harriman, Hughesman và Foresto, thứ trưởng quốc phòng của McNamara. Tóm lại, tổng thống Ngô Đình Diệm chỉ có tội do đã thấy điều sai lầm của hiệp định về Lào mà Harriman và Hughesman cố công gây dựng để tạo thành quả cho tương lai mai hậu đối với sự nghiệp chính trị của riêng bản thân của họ mà thôi. Trở lại vấn đề quân sự của Nam Việt Nam. Hiệp định đình chiến ở Lào ký kết ngày 23 tháng 7 có ngay hệ quả từ những nhóm du kích cấp tiểu đội, trung đội với những vũ khí thô sơ như súng ngựa trời, lựu đạn nội hóa, đạp lôi, trông, mìn tự chế. Lực lượng Cộng sản chỉ trong một thời gian ngắn sau khi đường đi B, được thông do hiệp định đình chiến ở Lào tạo điều kiện, hoàn cảnh thuận tiện, đã có khả năng phát triển những trận đánh lên cấp đại đội, tiểu đoàn. Trận ấp Bắc đầu năm 1963 vừa kể trên là một khởi đầu nguy biến tiếp theo cuộc biến loạn 1 tháng 11 ở cuối năm như một đập vỡ tồi tệ với lần giải thể ngay lập 2.000 ấp chiến lược theo lệnh của Dương Văn Minh đẩy tình hình quân sự miền Nam vào thế hiểm nghèo thụ động. Ngày 1 tháng 11 năm 1964 lần đầu tiên phi trường biên hòa bị pháo kích cũng là một căn cứ quân sự lớn đầu tiên của miền Nam bị tấn công phá hoại bởi một đơn vị hỏa lực pháo cối loại vũ khí của chiến tranh quy ước tháng 12 cùng năm 64. Tiểu đoàn 39 biệt động quân, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến bị tổn thất nặng bởi rơi vào thế trận phục kích ở Bình Giả Phước Tuy do một trung đoàn Cộng sản thực hiện. Tháng 6 năm 1965, hai trung đoàn Cư 762 và Cư 763 của công trường 7 trên lại thực hiện một cuộc vận động chiến quy mô hơn ở xã Đồng Xoài, Bình Dương, phía Bắc Sài Gòn, gây thiệt hại lớn cho tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, sư đoàn 5 bộ binh, tiểu đoàn 7 dù và tiểu đoàn 52 biệt động quân. Cả Sài Gòn lẫn tòa bạch ốc rúng động bởi chiến trường chỉ cách thủ đô miền Nam không quá 100 cây số đường thẳng. Nhà việc Phú Hòa Đông bên sông Sài Gòn đã là những chiến trường phải dùng đến máy bay dội bom yểm trợ lực lượng bộ binh mới vào được. Thế nước quả đã đến hồi thật sự nguy ngập, nhưng trước khi thủy quân lục chiến Mỹ kịp bố trí quân để tăng cường phòng thủ vùng biển miền Nam thì đơn vị Bách thắng tiểu đoàn năm nhảy dù với người chỉ huy ngô quang trường đã lập nên kỳ tích hiền hách chữ nghĩa không là lời nói văn hoa chúng ta hãy cùng sống lại khúc hùng ca với máu mỗi người lính đổ xuống nơi những chiến địa hung hiểm trên từng vùng đất khổ quê hương với một trăm trực thăng đổ quân và võ trang yểm trợ ngày 27 tháng 4 năm 1964. Tiểu đoàn 5 nhảy dù mật khu Đỗ xá, vùng quận Minh Long, Tây Bắc Quảng Ngãi, sát biên giới Con Tum, trận đứng kế hoạch điều quân của Bộ Tư lệnh Mặt trận B-1, mưu định cắt miền Trung nước Việt Nam theo đường Hành Lang, chạy dài từ vùng rừng Con Tum xuống bờ biển Quảng Ngãi. 15 trực thăng trúng đạn, Tiểu đoàn chịu tổn thất ngay từ giờ phút đầu tiên xuống bãi đáp. Bốn đại đội tác chiến lẫn đại đội chỉ huy liên tiếp chạm địch. Nhưng với chiến thuật điều binh tấn công thần tốc, sau ba ngày kịch chiến, tiểu đoàn phá vỡ căn cứ địa kiên cố bất khả xâm phạm của Cộng sản đã xây dựng từ giai đoạn chiến tranh lần thứ nhất, 1945 đến 1954. Từ căn cứ địa này, lực lượng Cộng sản mới có thể tràn xuống đồng bằng, thành lập những vùng giải phóng mới. Các chiến khu Ba Tơ, Mộ Đức, một thời vang danh là mở rộng từ căn cứ địa đỗ xá này. Tiểu đoàn tịch thu 160 súng đủ loại, kể cả những súng cộng đồng của phía Cộng sản được tìm thấy đầu tiên ở chiến trường miền Nam muốn biết tầm quan trọng của trận chiến ta hãy lưu ý đến chỉ tiêu kỹ thuật theo thống kê của chuyên viên quân sự muốn lấy được một vũ khí thì ít nhất phải có một binh sĩ bị tử thương và nếu đã có một binh sĩ tử thương thì ắt phải có ba binh sĩ bị thương mất năng lực chiến đấu đơn vị cấp tiểu đoàn nhảy dù vào thời điểm kia, có số quân hành quân trung bình từ 500 đến 600 người, khinh binh chưa được trang bị súng. M16, một trung đội tác chiến chỉ có hai khẩu AR-15. Cần biết như thế để thấy ra sức chiến đấu uy mãnh của tiểu đoàn 5 đối với một lực lượng địch chắc hẳn phải là cấp trung đoàn chính quy mới có được thành quả chiến thắng với số vũ khí tịch thu như ở trên. Trở lại chiến trường miền Nam, chiến thắng ở Đỗ Xá năm 1964, được lập lại thêm một lần nơi cửa ngõ Sài Gòn, đánh tan lời tự tán dương bộ đội anh hùng vũ trang mặt trận giải phóng miền Nam. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng của những đơn vị cộng sản vùng miền Đông Nam Bộ. Tháng 2 năm 1965, dọc quốc lộ 15, đường đi Sài Gòn Vũng Tàu, phối hợp với đơn vị bạn tiểu đoàn 7 dù làm thành phần nút trận để không cho địch quân chạy qua quốc lộ 15, hoàng núi Ông Trịnh, Phước Tuy, Bà Rịa tiểu đoàn trực thăng vận nhảy xuống mật khu hắc dịch xong từ trong lòng địch đánh bung ra trận chiến kéo dài từ lúc ngày vừa rạng qua đến đêm khuya khoảng rừng tối tăm dày đặc sau hai ngày tác chiến rụng sạch cành lá bởi đạn pháo đến sáng ngày thứ ba lính tiểu đoàn bảy thấy qua màn khói đục bóng dáng quân bản chạy thấp thoáng truy kích tàn binh địch. Thực hiện cuộc rượt bắt cá nhân đối với những cán binh cộng sản còn lại của trung đoàn thuộc công trường 7. Tiểu đoàn 5 không chỉ đánh phục hận cho đơn vị bạn những tiểu đoàn thủy quân lục chiến, biệt động quân bị tổn thất trong trận chiến mùa đông 1964. Cũng do những kẻ địch chung phiên hiệu công trường bảy kia cũng nơi vùng rừng bình giả tỉnh phước tuy này nhưng đã lập nên thế cân bằng an toàn chiến thuật cho mặt trận vùng ba và khu vực biệt khu thủ đô bởi nếu phía cộng sản thắng lợi nơi vùng chiến trường này đường về sài gòn chỉ cần một đêm điều quân chúng ta đã chứng kiến hướng tấn công Sài Gòn này được thực hiện vào năm 1975. Với thời gian chưa tàn điếu thuốc ở những ngày cuối tháng 4, Lần cứu nước đầu tiên này có mấy ai hay, kể cả những chuyên viên nghiên cứu tình hình hoạt động chính trị quân sự của hai phía Mỹ Việt. Thiếu tá Ngô Quang Trưởng Vinh Thăng Trung Tá tại mặt trận ân thưởng đệ tứ đảng bảo quốc huân chương vào năm 33 tuổi, chuyển về nhậm chức tham mưu trưởng lữ đoàn nhảy dù. Đến ngày 15 tháng 12 năm 1965, đơn vị mới biên chế thành cấp sư đoàn. Hàng ngày, ông đi lặng lẽ từ văn phòng tham mưu trưởng xuống nhà ăn binh sĩ, qua khu trung tâm huấn luyện tân binh, huấn luyện nhảy dù ánh mắt sắc nghiêm nhưng nhân hậu không bỏ sót một hình ảnh sinh hoạt nhỏ nhặt nào dù chỉ là của một tân binh lần giữ nước thứ hai bắt đầu mùa hè năm 1966 miền trung dậy nên cơn bão lửa ly khai từ sự kiện trung tướng nguyễn chánh thi tư lệnh vùng 1 đà nẵng vào Sài Gòn họp hội đồng quân lực và bị những tướng lãnh trung ương Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch hội đồng, Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp trung ương, Nguyễn Hữu Có, Tổng Ủy viên Quốc phòng cách chức. Ngoài lý do tướng thi bất tuân thượng lệnh vì đồng thuận để những nhân vật khuynh tả phản chiến, lãnh tụ Phật giáo khối ân quang, thí quang nhóm giáo sư đại học huế thị trưởng đà nẵng bác sĩ mẫn một người du học ở pháp về khuynh loát giật dây ông còn là một đe dọa chính trị đáng ngại đối với chức chủ tịch hành pháp của nguyễn cao kỳ cũng cần tính đến những hiềm khích đấu đá vì hành vi tư cách cá nhân giữa hai người thiếu tướng nguyễn văn chuân tư lệnh sư đoàn một bộ binh được cử vào Đà Nẵng thay thế tướng Thi giữ chức tư lệnh quân đoàn. Đại tá Phan Xuân Nhuận, chỉ huy trưởng biệt động quân thay thế tướng Chuân, chỉ huy sư đoàn 1. Ngày 12 tháng 3, lấy cớ yêu cầu phục hồi chức vụ cho tướng Thi, phong trào chống đối chính phủ trung ương nổ bùng ở Huế, Đà Nẵng, cũng đồng thời đòi chính quyền quân nhân Sài Gòn giải tán thành lập một chế độ dân cử sinh viên thanh niên võ trang thuộc lực lượng tranh thủ cách mạng dưới quyền điều động của nhóm tăng sĩ phật giáo quá khích thực sự tiến hành cuộc khởi loạn chính phủ quân nhân ở sài gòn tạm thời hòa dịu hứa hẹn thành lập hội đồng tư vấn soạn thảo hiến pháp trong vòng hai tháng để chuẩn bị bầu quốc hội lập hiến sau đó sẽ có bầu tổng thống vào năm 1967. Chủ tịch hành pháp Nguyễn Cao Kỳ còn xác định rõ một thời điểm. 15 tháng 8 sẽ bầu quốc hội. Nhưng tất cả chỉ là những giải pháp tạm thời, bề mặt, phe tranh đấu, tiếp tục biểu dương uy thế và bày ra điều yêu sách cuối cùng. Chấm dứt chiến tranh, người Mỹ phải ngưng oanh tạc và rút quân khỏi Việt Nam bất chấp chiến thuật khôn ngoan của trí quang qua buổi thuyết giáo tại chùa Từ Đàm. Kêu gọi Phật tử ngưng biểu tình, quân nhân ly khai nộp súng đạn lại cho chính phủ. Những cuộc biểu tình chống Mỹ cứu nước ở Huế, Đà Nẵng tiếp theo lan rộng khắp cả nước tại những thành phố quan trọng nơi có quân mỹ đồn trú tình hình trở nên xấu hơn khi xảy ra sự kiện một binh sĩ thủy quân lục chiến mỹ xông vào đám biểu ngữ bài mỹ trong một buổi biểu tình tại huế chính phủ quân nhân tại sài gòn đợi đến lúc phong trào trở nên quá khích một cách lộ liễu bài mỹ chống công giáo để có duyên cớ chính đáng nhất là giải thích với tòa đại sứ và dư luận báo chí của Mỹ. Để gửi quân trừ bị ra Đà Nẵng, lực lượng quân đội ly khai phần đông là quân nhân thuộc các đơn vị chuyên môn nên không thể nào đương cự với nhảy dù thủy quân lục chiến biệt động quân từ Sài Gòn đưa ra. Cuối cùng, đến ngày 16 tháng 9, cuộc binh biến miền Trung hoàn toàn bị dẹp tan cho dù trí quang dùng đến biện pháp cuối cùng, bày bàn thờ ra mặt lộ ngăn cản hướng điều quân của phe trung ương. Các tướng lãnh chỉ huy những đơn vị vùng một bị đưa ra tòa, chịu hình phạt quân kỳ và buộc giải ngũ. Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh, được chỉ định nhậm chức tư lệnh quân đoàn 1. Đại tá Ngô Quang Trường, tham mưu trưởng sư đoàn nhảy dù giữ nhiệm vụ tư lệnh sư đoàn 1. Đại tá trường có đại tá Lê Văn Thân phụ tá. Đại tá Thân, một trong tứ kiệt của binh chủng pháo binh. Người đứng đầu nhóm bốn người tuấn kiệt này là Trung tướng Nguyễn Đức Thắng, vị tướng Thanh Liêm nhất. Đại tá Ngô Quang Trưởng nhận đơn vị. Sư đoàn một bộ binh trong một hoàn cảnh bất lợi toàn diện những quân nhân giữ chức trọng yếu, kể cả sĩ quan chỉ huy trung cấp và hạ sĩ quan, đồng bị thuyên chuyển sang những đơn vị thuộc các vùng chiến thuật khác. Người còn lại không tin những bản đồng ngũ mới thuyên chuyển đến. Nhưng đại tá trưởng vẫn tin nơi bản lĩnh cá nhân mình, cùng khả năng đơn vị đã được thử sức sau hơn 10 năm dài chiến trận miền Nam. Ông cũng rất trông cậy vào vị tư lệnh phó. Người có khả năng tham mưu, tổ chức cao, tâm chất trung trực, đạo đức. Thế nên chỉ sau một thời gian ngắn, sư đoàn đã chỉnh đốn lại đội ngũ, phục hồi tư thế chiến đấu như hằng có. Bắt đầu với những sĩ quan trẻ, những sĩ quan cấp úy thuộc các khóa 14, 16, đến 20 võ mỹ Đà Lạt, hoặc các khóa tương đương của trường sĩ quan trừ bị thủ đức. Đơn vị dần dần thâu đạt những tiến bộ vượt bực sau một thời gian ngắn ngủi trong vòng một năm. Chiến trận Mậu Thân 1968, Hành quân Lam Sơn 719 và cuộc phản kích mùa hè 1972 sau này là những bằng cớ chứng thực đơn vị thuộc quyền của người chỉ huy ngô quang trưởng là sư đoàn bộ binh tác chiến hàng đầu của quân lực không chỉ với quân đội miền nam nhưng nếu so sánh cùng thế giới chúng ta vẫn giữ toàn quyền hãnh diện đại tướng ephraim sau này khi thay thế tướng westmoreland chỉ huy quân đội mỹ tại việt nam đã nói cùng những sĩ quan tướng lãnh của ông sư đoàn của tướng trưởng tác chiến trong rừng giỏi hơn chúng ta. Sự biến đổi thần kỳ này không phải là chuyện hoang đường. Trận làng Lương Cổ Thừa Thiên đầu năm 1967 là một thí dụ điển hình của lần vượt dậy hào hùng kia. Hệ thống các làng Lương Cổ Đồng Xuyên, Mỹ Xá thuộc huyện Hương Trà, Thừa Thiên, Tây Bắc, thành phố Huế kết thành một dải hành lang thiên nhiên mà các đơn vị bộ đội Cộng sản từ các mật khu vùng Tây Nam Huế A Sao, A Lưới thường sử dụng để xâm nhập tiếp cận thành phố. Những làng này từ chiến tranh 1945-1954 đã là những căn cứ địa vững chắc, những chiến khu vùng tự do mà quân đội Liên hiệp Pháp không thể nào kiểm soát được bởi hệ thống kinh lạch của ba con sông sông Hương, sông Bồ, sông Mỹ Chánh tạo nên một vùng trũng thấp nằm giữa phá Tam Giang, cửa thuận An và quốc lộ 1 ngăn cản sức tiến của bộ binh, khả năng cơ động của những người chỉ huy quân sự vùng Thừa Thiên Huế lực lượng cộng sản bám chắc củng cố vùng bản lề này bởi đấy cũng là nơi ém quân để mở những chiến dịch quan trọng cắt đường số 1, trận viện lên mặt phía bắc đại tá trưởng sử dụng một tiểu đoàn bộ binh cơ hữu làm thành phần nút chặn dùng đại đội thám kích của sư đoàn đại đội hắc báo và tiểu đoàn chín dù tăng phái hợp cùng chi đoàn 2, thiết vận xa M113, đơn vị thống thuộc của sư đoàn mở hai mũi dùi tấn công chính vào hệ thống công sự. Giao thông hào mà có lẽ đã đào từ ngày bắt đầu cuộc chiến và càng ngày càng củng cố độ dày để chịu đựng nổi pháo binh cùng phi cơ oanh kích. Và cũng có thể đây là lần đầu tiên phía bộ đội Cộng sản gặp phải một đối thủ kỳ lạ. Những địch thủ tiến thẳng vào hàng rào hỏa lực của họ. Trận chiến kéo dài từ sáng sớm đến qua trưa. Phía nhảy dù, bộ binh thiết giáp, đồng bị thiệt hại khá nặng, nhưng vẫn không thể tiến vào khu làng qua những cánh đồng ngập nước. Cuối cùng, đại tá trưởng chuyển lệnh trực tiếp đến cùng với thiếu tá nguyễn thế nhã tiểu đoàn chín dù đơn vị tăng phái cho khu chiến thuật đơn vị mới thành lập anh lại vừa thay thế anh huệ thế nên tất cả thành bại của đơn vị là ở trận này đây ông không nói hết lời nhưng người thiếu tá tiểu đoàn trưởng đơn vị dù tăng phái hiểu được ý đây cũng là lúc quyết định một phần sự nghiệp riêng của chính ông. Viên tư lệnh chiến trường, một tướng lãnh xuất thân từ binh chủng nhảy dù và cả danh dự binh chủng cũng sẽ được chứng thực nơi chiến trường hiểm hóc, xa xôi này. Thiếu tá Nhã chuyển lại lệnh cho các đại đội trưởng tác chiến. Và trên cánh đồng loáng nước, trong ánh sáng chập chọn của buổi chiều diễn ra một cảnh tượng khốc liệt hồn tráng. Những chiếc thiết vận xa M113 theo lệnh của Đại úy Hóa, chi đoàn trưởng đồng mở bung pháo tháp. Các xạ thủ Đại Liên 50 siết cứng ngón tay và lẩy cò, tuôn loạt đạn công phá mở toan các vị trí cố thủ của đơn vị Việt Cộng lính nhảy dù tùng thiết, vượt qua mặt chiến xa, tiến lên thanh toán mục tiêu bằng cận chiến. Những thiếu ý, Thuận Văn Tràng, Phạm Văn Thành, Chuẩn úy Nguyễn Thành Văn, xông lên trước hàng quân với lựu đạn mở chốt cầm sẵn ở tay. Thân hình họ lảo đảo ngã xuống bờ ruộng, xong đứng lên lại với những tiếng hô. Xung phong! Xung phong! hòa lẫn tiếng đạn súng tay nổ bục trong thân thể da thịt người vì đường đạn đi quá ngắn đám bộ đội cộng sản cố thủ không thể lường được thế trận với những người lính đối phương quá đỗi kiên cường nên đồng loạt đứng dậy khỏi giao thông hào đưa cao hai tay đầu hàng trận chiến kết thúc với lời khai của cộng sản chúng cháu được lệnh cố thủ vị trí vì đây là vùng giải phóng quê nhà của đồng chí đại tướng hóa ra đại tá ngô quang trưởng đã phá vỡ huyền thoại đã có từ lâu được phổ biến trong bộ đội cộng sản miền bắc quân giải phóng đã kiểm soát được ba phần tư lãnh thổ miền nam nhất là những vùng căn cứ địa cách mạng cũ 1954 hoặc cơ sở địa phương quê hương các đồng chí lãnh đạo làng lương cổ đồng xuyên mỹ xá là quê hương của nguyễn chí thanh nhưng bộ đội miền bắc đã không vào tiếp thu với chào đón của nhân dân giác ngộ cách mạng mà bởi những người lính cộng hòa theo một cách thế khác hẳn lời tuyên truyền tuy nhiên trận làng lương cổ đầu năm 1967 hoặc lần đánh bật toàn diện hạ tầng cơ sở, đơn vị du kích, lực lượng địa phương của bộ đội cộng sản vùng mật khu Phú Thứ, Tây Nam, Huế, bên trái quốc lộ 1, đường đi Đà Nẵng, vào khoảng gần cuối năm sau này, chỉ là phần dạo đầu. Phải đợi đến buổi thử sức toàn diện khi Cộng sản quyết tâm giải phóng miền Nam bằng cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy, theo lời thúc giục từ Hà Nội, với lời thơ chúc Tết của Hồ Chí Minh đọc trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân 68. Trận thử sức đã làm sáng tỏ một điều đơn giản cao quý. Quân đội của bên nào thật sự nắm giữ sắc cờ nhân nghĩa của quê hương? ngày 27 tháng 2 năm 1968. Những giờ cuối cùng ở ngũ giác đài, McNamara sử dụng quyền lực còn lại sau 1558 ngày nắm giữ chức vụ trọng yếu nhất nền quốc phòng Mỹ để phủ quyết yêu cầu của tướng Westmoreland về đề nghị tăng cường thêm 200.000 nhân sự bổ sung trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và chiến tranh tâm lý. Hành động được ăn cả ngã về không, gọi là khôn ngoan này, không phải do trí lực sáng tạo riêng. Nhưng ông ta đã học được từ Dean Acheson, theo cách người này đã một lần từ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Tài chánh khi không đồng ý với chính sách tài chánh của Tổng thống Roosevelt đầu thập niên 1930. Nhưng thật ra chỉ là một cách nói, bởi McNamara đã giữ chức vụ lâu hơn bất kỳ vị tiền nhiệm nào, lâu đến 7 năm với khả năng quyền lực đặc biệt dành riêng qua hai đời tổng thống. Danh tính McNamara đã được dùng để đặt tên cho một phòng tuyến căn cứ hỏa lực chạy dài từ cửa Việt ở Biển Đông đến trại lực lượng đặc biệt làng vây, sát biên giới Lào Việt. Cần nói thêm một điều, chiến tranh Việt Nam có lúc được giới nghiên cứu chiến lược quốc tế gọi là cuộc chiến McNamara, vì người này đã tổ chức hoạt động quân sự ở Việt Nam kia thành một tiến trình tiếp vận khổng lồ với phi tổn đến 4 tỷ đô la khởi đi từ năm 1965. Thời điểm lực lượng bộ binh Mỹ bắt đầu tham chiến ở Việt Nam. Sư đoàn 1 không kỵ, lực lượng bộ binh cơ động nhất thế giới với một sư đoàn trực thăng hơn 400 chiếc cơ hữu cũng là sản phẩm đắc ý nhất của ông chủ tịch ngân hàng thế giới sau lần rời chức vụ. Nhưng bởi không muốn mang danh là người có liên hệ đến một thất bại, nên đang trong lúc cao điểm sôi bỏng nhất của cuộc chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Bắc Mỹ, McNamara, từ chức. Một tháng trước lần McNamara từ nhiệm, 36 của 44 tỉnh lỵ, 5 của 6 thành phố, 64 của 242 thị trấn, quận lỵ, thành phố miền Nam, đồng loạt bị tấn công bởi một lực lượng 323.500 bộ đội Cộng sản, gồm 97 tiểu đoàn và 18 đại đội đặc công biệt động. Cuộc tấn công khởi đi từ đêm giao thừa Tết Mậu Thân, đêm 30 rạng 31 tháng 1 năm 1968. Và không phải Sài Gòn với dinh độc lập, Bộ Tổng Tham mưu tòa đại sứ Mỹ dẫu đã là mục tiêu hàng đầu của cuộc tấn công, nhưng Huế lại là thành phố hứng chịu tàn phá nặng nề nhất của trận chiến kéo dài 26 ngày. Và không những chỉ thế, cư dân Huế lại là đối tượng phải thực hiện lần trả nợ máu theo cách định giá của Tập đoàn Quân đội Cộng sản. Những tiểu tổ hành quyết nằm vùng trong những ngày chiếm đóng khi thua trận rút lui món nợ máu mà họ không hề vay nhưng phải trả giá đắt với chính cái chết thảm khốc mà chỉ vào thời trung cổ các đội binh xâm lược thường hành xử đối với quân dân của xứ sở đối phương món nợ máu mà họ không hề vay nhưng phải trả giá đắt với chính cái chết thảm khốc mà chỉ vào thời trung cổ các đội binh xâm lược, thường hành xử đối với quân, dân của xứ sở đối phương. Phải chăng là giá máu trong vùng bị Mỹ ngụy tạm chiếm, vùng đất mà họ đã sống từ trăm năm xưa cũ, bắt đầu từ thế kỷ 17, khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ thuận hóa. Nhưng cuối cùng, thành phố Huế được chiếm lại, phục hồi đạo binh xâm lược từ miền bắc từ các mật khu tây nam huế vùng dãy phố buồn thiêu dọc phá tam giang buộc phải rút lui để lại những chiến tích những hầm chôn người tập thể tại trường gia hội bãi dâu khe đá mài vùng núi ngự bình những chuông vực thuộc thôn ngũ tây quận nam hòa Cảnh tượng tàn bạo này càng đậm thêm tính ác độc của danh từ Việt Cộng, cùng mối kinh hoàng do họ gây nên. Một mặt khác, khi người dân nghe tiếng bắn súng đập lách cách vào những thân người di chuyển, hoặc âm động rì rầm của máy xe thiết vận xa M113, chiến xa hạng nặng, lời chuyển lệnh rì rào từ các máy truyền tin có loa khuếch đại của bộ binh Mỹ. Họ hé cửa nhìn ra, từ những căn nhà mái thấp sụp vỡ, leo lét ánh đèn dầu, qua hàng rào lá chè loang lỗ chóp gốc, cảnh tượng u tối đe dọa của thời chiến tranh trước 1950. Và thì thào lời mừng rỡ chưa hẳn tin là thật. Lính tới, lính tới, lính mình tới, Mỹ tới. Mỹ tới. Khi họ thấy thấp thoáng, những người lính chạy theo đội hình dọc hè phố vương vãi thây người trên gạch ngói đổ nát rơi rớt. Những dạng người lính với y trang màu lục đậm, bộ binh hoặc tác chiến hoa của các binh chủng biệt động quân nhảy dù thủy quân lục chiến với ba lô nổi gồ trên lưng khối tròn quen thuộc của chiếc nón sắt tất cả đã trở nên biểu tượng của linh thiêng cứu viện nguồn hy vọng thân thiết giữa cảnh chết sau bao nhiêu ngày đe dọa hung hiểm bởi cái chết bao vây và khi huế được sống lại qua tiếng lời của người dân danh tiếng vị tướng quân ông trưởng trong mang cá ra gia hội thăm đồng bào gắn liền cùng chiến công giữ nước an dân như Trần Hưng Đạo đã kiên trì bảo vệ Thăng Long cuối thế kỷ 13 của Văn Thiên Tường đời Nam Tống đầu thế kỷ 13 chết cùng thành Tương Dương hoặc Kutuzov trải thân với vận mệnh Moscow trong chiến tranh chống Napoleon năm 1812. Chúng tôi không đặt điều so sánh trong văn chương chữ nghĩa, nhưng xác chứng với máu xương của dân quân đổ xuống qua những cơn lửa đạn. Và điều này sẽ thêm một lần xác chứng ở mùa hè 1972, cũng với người dân xứ Huế. Nay, chúng ta hãy cùng sống lại những thời khắc hào hùng bi tráng của quê hương đêm xuân Đẫm nước mắt năm Mậu Thân 1968 Hoạt động của phía Cộng sản không chỉ là một chiến dịch quân sự thuần túy do chiến tranh Việt Nam đã tạo nên một thất lợi tâm lý trầm trọng trong dư luận Mỹ Quốc. Từ sự kiện Walter Concrete đã có mặt tại Sài Gòn ngay trong tháng 2 khi trận chiến đang bùng nổ giữa những đường phố để sau đó trong buổi phát hình ngày 27 cùng tháng, người hướng dẫn dư luận quần chúng này đã mạnh mẽ xác định hơn bao giờ hết chúng ta có thể nói rằng kinh nghiệm đẫm máu tại Việt Nam sẽ phải mở ra một lối thoát. Lời tiên tri này được hiện thực bởi Hòa hội Paris khai mạc vào cuối năm 1968 mà áp lực vốn đã có từ nhiều năm trước. Cụ thể lời như lời thúc giục của McNamara lại làm mát chứ không ai khác với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong lần viếng thăm Sài Gòn từ năm 1967. Chúng tôi cần thương thuyết với Hà Nội để cho cuộc tuyển cử sắp tới hoặc của đại sứ Bân Cờ tại Sài Gòn. Dư luận Hoa Kỳ đã trói tay tổng thống Mỹ, thế nên phải có cuộc thương thuyết hòa bình tại Paris để chứng tỏ cùng quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ rằng chúng ta, Hoa Thịnh Đốn lẫn Sài Gòn đều mong muốn hòa bình hoặc thái độ bất phục tùng của gia đình David Vandivier ở khu Spanish Harlem, New York mà người cha vốn là cựu chiến binh Thế Chiến thứ hai qua quyết định đưa anh em David và John Van Devere đến Canada cuối mùa hè 1968 để tránh lệnh trưng binh. Và cho dù những sự kiện vừa kể trên đã là điều thực tế, nhưng Võ Nguyên Giáp sau này lại xác nhận với ban biên tập Đặc San Nam, nhà xuất bản Atlas Tây Âu, ý kiến cho rằng Trung ương Đảng đặt nặng vấn đề về các phong trào phản đối chiến tranh ở Mỹ. Trong quyết định tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa ở miền Nam là một nhận định kém cơ sở. Cuối cùng, sự thật chỉ phản ảnh đúng nhất qua phân tích của khối quân sự. Phòng 5, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trận chiến khe xanh và cuộc tổng công kích mậu thân cùng có những mục đích dồn mọi nỗ lực để chiến thắng về mặt quân sự buộc mỹ phải rút quân ra khỏi miền nam tương tự quân đội pháp sau trận điện biên phủ làm băng rã quân lực việt nam cộng hòa chứng minh cùng dân chúng miền nam cũng như dư luận thế giới về sự lớn mạnh của phía cộng sản đồng thời dựng nên mặt trận liên minh dân chủ hòa bình tại sài gòn huế với mục đích vận động quần chúng nổi dậy lật đổ chính quyền việt nam cộng hòa chuẩn bị củng cố vai trò chính trị mặt trận giải phóng trước khi hội nghị paris khai diễn nhưng cũng có dư luận cho rằng đây là đòn mật ước giữa hà nội và mỹ qua trung gian của liên xô để thanh toán hạ tầng cơ sở mặt trận giúp hà nội có cớ khuynh loát mạnh mẽ hơn đối với thành phần lãnh đạo cộng sản miền nam song song với sự kiện về vai trò của nguyễn chí thanh bị tử trận thay thế bởi đích danh võ nguyên giáp sự xâm nhập lực lượng bộ đội chính quy cộng sản miền Bắc vào Nam với khối lượng lớn. Điều này vẫn là một nghi án chính trị chưa soi sáng đủ. Tuy nhiên, sau năm 1975, với lần thanh toán không nương tay cái gọi là chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng cách sử dụng tận diệt những binh đội cộng sản thuộc chính phủ này với lối đánh thí quân không thương tiếc do những cán bộ khung đi từ miền Bắc vào sau 30 tháng 4 năm 1975 chỉ huy ở chiến trường Campuchia đã là những chứng cớ cụ thể về lần thanh toán quyết định giá trị cuối cùng của những đồng chí miền Bắc đối với người anh em mặt trận giải phóng miền Nam. Một tiểu đoàn bộ binh thuộc tỉnh đội rạch giá, khi được điều lên Campuchia không hề nhận được nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Các gia đình bộ đội mà phần đông hầu hết là cư dân miền Nam phải tự túc tiếp tế cho con em mình. Tiểu đoàn này sau một thời gian ngắn đã hoàn toàn tan rã. Còn lại không quá 10 người, người sống sót trốn thoát qua Thái Lan bằng đường bộ. Nghi án chính trị vừa kể trên qua thực tế, sau năm 1975, hẳn có mức độ khả thể đáng tin cậy. Trận đánh ngày 20 tháng Giêng năm 1968, Đại úy Debney chỉ huy đại đội 1 tiểu đoàn 3 Trung đoàn 26 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, tiến chiếm đội 881, cao độ giữ mặt tây và tây bắc căn cứ khe xanh trên đường số 9 hướng biên giới Lào, mở đầu quyết định chọn khe xanh làm diện thu hút và tiêu diệt lực lượng cộng sản trong khuôn khổ hành quân Scotland. 5 giờ 30 sáng ngày 21 những quả hỏa tiễn đầu tiên của phía Cộng sản đổ chụp xuống các vị trí pháo binh, bãi đậu xe, phi đạo giã chiến, sân trực thăng, hầm phòng thủ lực lượng đồn trú. 13 tấn đạn đại pháo gồm 130 ly, hỏa tiễn 122 ly, súng cối 82 ly, đồng rơi xuống cứ điểm mở đầu chiến dịch dứt điểm khe xanh với lực lượng xung kích gồm hai sư đoàn bộ binh nặng 325C và 304 theo lệnh điều quân của đích thân Võ Nguyên Giáp còn có một sư đoàn khác làm trừ bị do chưa điều động vào vùng nên chỉ danh không được xác định. Trận đánh không hoàn toàn bất ngờ vì từ buổi sáng Daphne đã nhận được một người khách không mời. Viên Trung úy Bộ đội Chính quy Bắc Việt hồi tránh với cây cờ trắng và bản tường trình chi tiết kế hoạch tấn công tiến chiếm khe xanh của phía Cộng sản. Từ khe xanh, Bộ đội Cộng sản sẽ điều quân về hướng đông, dọc theo đường 9 đánh chiếm Quảng Trị. Tiếp theo sẽ là Huế nói chắc một ý niệm hành quân chiếm đóng toàn bộ phần đất việt nam cộng hòa bắc đèo hải vân chưa hề thấy trong cuộc chiến lâu dài ở việt nam có một trường hợp lệnh hành quân bị tiết lộ một cách chính xác và mau mắn đến như vậy sự kiện lại xảy ra từ phía cộng sản một phe tham chiến hằng từ lâu thực hiện tính bảo mật cao độ và có hiệu quả. Người này cũng không quên chi tiết chính xác. Giờ D là 12 giờ 30 của ngày N, 21 tháng 1 năm 1968. Giờ G và của ngày N là giờ của ngày quyết định mở đầu diễn tiến hành quân. Không chậm trễ để đối lại phía Mỹ huy động toàn bộ hệ thống hỏa lực ghê gớm của họ để khe xanh không thể là một điện biên phủ với kế hoạch đánh bom mang bí danh Niagara mà chỉ trong vòng 24 giờ của ngày 21 tháng 1 đã có đến 600 phi vụ do phi cơ hải quân và không lực Hoa Kỳ hiệp đồng thực hiện thêm với 49 phi suất B-52 đến từ Thái Lan và Đảo Hoa Khi trận đánh kết thúc, chuyên viên hỏa lực không yểm chiết tính ra số liệu chính xác. Trong 77 ngày khe xanh bị vây hãm, không lực, hải quân, thủy quân lực chiến Hoa Kỳ đã thực hiện 24.000 phi vụ chiến thuật với 350 phi cơ gồm các loại A4, A6, A8, Skyhawk và F4C Phantom. Đồng thời, B52 Chiến lược cũng đã tham dự với 2.700 phi suất. Chúng ta nên biết thêm chi tiết. Mỗi chiếc B52 trung bình mang 108 quả bom, mỗi quả nặng 245 kg. Tổng kết sau 77 ngày chiến trận, chung quanh cứ điểm có chiều dài 2, chiều ngang một cây số gọi là khe xanh kia. Trên những vị trí, có rất nhiều điểm chỉ là nghi ngờ của hai sư đoàn 325C và 304 bộ binh Bắc Việt đã có đến 110.000 tấn bom thả xuống. Không kể đến hỏa lực trực thăng võ trang và các dàn pháo 105, 175 ly của bộ binh Mỹ. Nhưng khe xanh chỉ là một diện của thế trận, là cách cớ thu hút quân đội của các phe tham chiến trên chiến địa. Nỗi đau mậu thân, điểm thật thực sự xảy ra ở những nơi khác với những người dân, người thường dân của miền Nam nước Việt. Huế được chọn lựa làm địa điểm dấy lên vũng lửa cảnh xương máu chập trùng lớn nhất. Đêm giao thừa 1967 sang 1968, Đài Hà Nội phát ra lời thơ chúc Tết của Hồ Chí Minh có nội dung Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng lợi tin vui khắp mọi nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta pháo sài gòn các thành phố miền nam nổ nhiều hơn tất cả mọi năm hiện tượng pháo nổ giòn giã bày ra điều cay đắng chiến tranh và tất cả đau thương khốn cùng của nó là một thực thể cần được tiêu trừ con người luôn cầu hòa bình đồng thời cũng sẵn sàng thực hiện chiến tranh nương theo tiếng pháo này Bộ đội chính quy miền Bắc, lực lượng vũ trang giải phóng du kích địa phương cộng sản miền Nam, đồng thời nổ súng hiện thực lời thơ chúc Tết ở trên. Cảnh tượng bi thảm xảy ra cùng lần trên 44 tỉnh lỵ miền Nam với những ghi nhận đầu tiên vùng một chiến thuật bao gồm những tỉnh cực bắc của miền Nam từ sông Bến Hải Quảng Trị đến đèo Bình Đê, địa giới thiên nhiên giữa Quảng Ngãi và Bình Định với trận Quảng Trị. 4 giờ đêm và mặt trận Huế bắt đầu lúc 2 giờ sáng, mùng 1 trạng mùng 2 Tết Mậu Thân. Trận đánh được bảo mật tối đa với những cán binh, bộ đội vũ trang bằng giấy tờ giả mạo xâm nhập trước ngày, giờ khởi sự vào các thành phố tỉnh lỵ thị trấn nơi đã có sẵn những cán bộ nằm vùng cơ sở lo việc tiếp đón tiếp tế đặc biệt quan trọng là những đơn vị đặc công nội thành thành phần cốt cán mở đợt công phá đầu tiên và những mục tiêu dẫn đường cho lực lượng võ trang chính quy từ cuối năm 1967, Hà Nội cũng đã cho xâm nhập vào miền Nam hơn 300 cán bộ gồm thành phần giáo sư, giảng sư đại học, kỹ thuật gia điện ảnh, văn nghệ sĩ, kỹ sư, bác sĩ chuẩn bị phụ trách công tác trí vận. Nhóm chuyên viên này được phân đều cho các tỉnh để làm nồng cốt xây dựng mặt trận văn hóa chính trị sau khi cuộc tổng công kích quân sự thành công trận đánh cũng hoàn toàn bất ngờ và bảo mật đối với những đơn vị cá nhân thuộc lực lượng cộng sản tham dự tác chiến đa số nếu không nói là hầu hết chỉ là những thiếu niên nông thôn miền nam hoặc những bộ đội nhỏ tuổi miền bắc những người trẻ tuổi gọi là bộ đội giải phóng này trên đường xâm nhập vào thành phố thị trấn miền nam đã được học tập một điều rất là phấn khởi, đơn giản là vào tiếp thu những thành phố miền Nam, nơi bọn Mỹ ngụy đang dậy chết và nhân dân đã nổi dậy cướp chính quyền dưới lãnh đạo của cán bộ cơ sở đảng. Huế, thành phố cổ hơn trăm năm, kinh đô của nước Việt thuở hưng thịnh, đêm mồng một rạng mồng hai tết mậu thân lặng chìm vũng tối sự im lặng cô đặc đến nỗi tiếng pháo nổ mất hút giữa tầng khối dãy tường đá tàn bất động vây quanh con sông thẫm màu với lớp dân cư nhiều thế hệ sống đời dài không chút đổi thay nhưng bất thình lình cảnh tượng bình lặng này bị xé rách bởi tiếng đạn súng cối hòa tiễn rít ngang bầu trời nháng lửa soi bóng dáng chập chờn những hình người mang lá ngụy trang lẩn lút nương theo màn đêm trên những lối đi dưới tàng cây lề đường kín cửa bộ đội cộng sản xâm nhập tiến chiếm thành phố lực lượng cộng sản đánh huế phối trí trận địa theo kế hoạch đoàn năm do Nguyễn Vạn chỉ huy, gồm những đơn vị K4A, K4B, K10 và tiểu đoàn 12 đặc công, phối hợp với thành đội Huế, từ vùng núi Thượng Nguồn Sông Hương, hành quân bôn tập tấn công những cơ sở chính quyền, chiếm lĩnh vùng dân cư hữu nghị con sông phía nam thành phố. Đoàn 6 gồm có các tiểu đoàn K1, K2, K6 và 12 đặc công với 4 đại đội cơ hữu 15, 16, 17, 18 tăng cường một đại đội súng phòng không. Toàn bộ lực lượng địa phương thuộc hai quận Hương Trà, Phong Điền và hai đại đội biệt động có nhiệm vụ tấn công từ hướng Bắc vào các mục tiêu Bộ tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh đóng tại Mang Cá, sân bay Tây Lộc, Đại Nội, Hoàng Thành, Huế. Hai lực lượng trên được chi viện thêm các tiểu đoàn 416, 418, thuộc đoàn 9, xuất phát từ vùng núi Thung Lũng A Sao, Tây Nam Huế. Đơn vị này trước chiến dịch mang danh hiệu Cù Chính Lan tên một thủ trưởng đã chỉ huy đoàn này trong chiến dịch hòa bình Bắc Việt 1951. Vào giai đoạn sau của chiến dịch, lực lượng Cộng sản được đoàn 8, hậu thân của trung đoàn Sông Lô, tăng cường bôn tập về Huế từ mật khu hướng Tây Bắc. Mũi tiến công chính do Thủ trưởng Đoàn 6 Nguyễn Trọng Dân chỉ huy đánh chiếm tất cả cơ sở quân sự trú đóng trong khu thành nội một cách nhanh chóng. Ngoại trừ sân bay Tây Lộc, các cơ sở trên đều bị chiếm đóng dễ dàng bởi chỉ do các đơn vị chuyên môn không tác chiến phòng thủ. Đoàn này còn có nhiệm vụ lớn bắt sống tướng trưởng để giải về Bắc tổng số quân Cộng sản tham chiến gồm khoảng 7.500 người cộng với lực lượng đặc công thành đội Huế. Cuối chiến dịch, phía Cộng sản thiệt hại 1.042 người, trong số có một cán bộ cấp trung đoàn, 8 cán bộ tiểu đoàn, 24 cán bộ đại đội và 72 trung đội trưởng trong quá trình chiếm giữ thành phố Huế, phía Cộng sản Khoe đã bắt theo 600 thanh niên tổng quân, chiếm kho bạc lấy được 4 triệu, giải thoát 1.800 phạm nhân. Nhưng quan trọng hơn hết là hình thành mặt trận liên minh dân tộc dân chủ hòa bình, gồm có những thành phần Chủ tịch Lê Văn Hảo, Ủy viên bà Tuần Chi, thượng tọa thích đôn hậu huy động được một số lượng quần chúng trong những ngày chiếm đóng nhưng tất cả thành quả chính trị vật chất này hoàn toàn trở nên là điều vô nghĩa khi ta xét đến cuộc phản công của phía cộng hòa lực lượng thủy quân lục chiến mỹ và những đau đớn tàn nhẫn mà lực lượng cộng sản đã thực hiện lên những đối tượng mà họ luôn luôn nại đến trong sự nghiệp giải phóng những người dân bị thảm sát cực độ vô ích phí phạm trận phản công liên quân việt mỹ đã diễn ra đất mực hào hùng vì chiến trường này đã có mặt từ trước những đơn vị ưu tú nhất của hai quân lực sư đoàn một bộ binh việt nam cộng hòa với đại đội xung kích trinh sát lừng lẫy hắc báo chiến đoàn 1 nhảy dù, tăng phái gồm các tiểu đoàn 2, 7, 9 dưới quyền của Trung tá Lê Quang Lượng. Về phía Mỹ, có tiểu đoàn 2, trung đoàn 5 thiểu quân lục chiến, với chi đoàn thiết vận xa cơ hữu, chiến đoàn đặc nhiệm X-ray cho tướng Foster La Hữu, cựu chiến binh của Thế chiến 2 và Triều Tiên chỉ huy gồm 3 tiểu đoàn thủy quân lực chiến. Ngoài ra, phải kể đến hai lực lượng mạnh, hai lữ đoàn 1 và 2 thuộc sư đoàn nhảy dù 101 đóng tại Phú Bài và một lữ đoàn không kỵ chiếm giữ vùng núi Tây Nam Huế, ứng chiến cho chiến trường Khe Xanh. Tất cả lực lượng quan trọng tinh nhuệ này đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc theo diễn tiến như sau. Đại đội Hắc Báo thành phần xung kích trinh sát sư đoàn 1 bộ binh. Đây là đơn vị đại đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa có huy chương tuyên công nhiều nhất từ hai chính phủ Việt Mỹ, kể cả những đơn vị biệt lập của quân lực đồng minh. Có nhiệm vụ chấn chữ khu đại nội, điện Thái Hòa, nơi thiết triều của các vua triều Nguyễn. Trước mặt điện là sân chầu lót đá tàng, tiếp cửa ngọ môn, biểu tượng uy quyền không những của hoàng tộc mà là quốc thể nước Nam. Kỳ đài đối diện cửa ngọ môn về hướng Nam, nơi lá cờ hồn thiên sông núi hằng tung bay. Nhưng đại úy Phan Gia Lâm với quân số thiếu hụt. Lý do, số lớn binh sĩ đã về nhà ăn Tết, không thể nào chống cự nổi mũi tiến công của một tiểu đoàn vào khu vực đại nội. Sau 5 giờ cầm cự, 5 giờ sáng ngày mùng 2, đại đội của Lâm phải rút ra khỏi khu cấm thành để cố thủ kỳ đài. Nhưng cuối cùng, lúc 8 giờ sáng, ổ kháng cự kỳ đài cũng đành lâm chịu thất thủ và lá cờ ba màu vàng xanh đỏ được bộ đội cộng sản kéo lên trên nền trời mù sương xứ huế ngày mưa phùn nhưng lần mất sân bay tân lộc đại nội chỉ là những tai nạn ắt có đầu tiên phải gánh chịu phía việt nam cộng hòa lập tức phản công với những đơn vị chưa hề thất bại Tiểu đoàn 2 nhảy dù đơn vị từ lúc mới thành lập 1965 do Thiếu tá Lê Quang Lượng chỉ huy đã đánh những trận mở đầu ở Bà Điểm, ngoại ô Sài Gòn 1966, vùng phi quân sự 1967 để nên thành đơn vị được xuất sắc tuyên công chỉ sau 3 năm thành lập. Đêm mùng 1 từ quận Quảng Điền, Đông Bắc thị xã Huế, đơn vị đã hành quân cấp tốc, chạy qua hàng cây số với tất cả sức nặng ba lô vũ khí trên lưng người lính. Nhưng lần chạy Việt giã băng đồng khó nhọc này không hoàn toàn bình an. Vì quân Cộng sản đã phục kích ngay trên đoạn đường độc đảo từ quận Lỵ đổ ra quốc lộ 1 ở An Lỗ, trên cầu sông Bồ. Tiểu đoàn Phó Nghi bị tử thương cùng một số binh sĩ. Nhưng tiểu đoàn cũng đã kịp đến cầu An Hòa, cửa ngõ đường lên phía bắc hướng Quảng Trị để hiệp đồng với đơn vị bạn. Tiểu đoàn 7 dù đánh qua mục tiêu làng Đốc Sơ, chiếm giữ đầu cầu, cắt đường tiếp vận về những căn cứ mật khu cộng sản thuộc vùng Phong Điền, An Lỗ. Cổ bi hiền sĩ. Những căn cứ địa vùng Tây Bắc thừa Thiên Huế đã nổi tiếng từ chiến tranh 1945-1954 là những an toàn khu bất khả xâm phạm. Từ cầu An Hòa vào đến đồn Mang Cá, bản doanh bộ tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh chỉ hơn một cây số đường chim bay nhưng hai tiểu đoàn dù 2 và 7 phải mất một ngày sau mới vào tới được. Nơi này, chuẩn tướng Ngô Quang Trường đang đích thân chỉ huy cuộc chống đỡ với nón sắt, áo giáp, súng cá nhân như một khinh binh. Hai đơn vị dù đi hết đoạn đường ngắn ngủi kia với hơn 24 giờ tác chiến liên tục với kết quả số thương vong hao hụt hơn một nửa quân số cơ hữu điển hình, đại đội 74 mất gần trọn đại đội, với đại đội trưởng Nguyễn Lô bị thương nằm dưới hai lần đạn. Một ngày sau mới được kéo về như một xác ma. Một xác chết gần nghĩa đen nhất, vì Lô phải giả chết hơn 24 giờ qua giữa những binh sĩ tử trận trên nghĩa trang người chết từ lâu cùng những người hấp hối mới hôm qua. Trưa ngày mùng 4, tiểu đoàn 9 dù đơn vị đã chạm địch từ đêm giao thừa ở mặt trận Quảng Trị với trung đoàn 812 Cộng sản Bắc Việt. Tuy đã đánh bật được những đợt tấn công của địch trong suốt hai ngày, mùng 2 và mùng 3, bảo vệ được vòng đai phòng thủ thị xã. Nhưng đơn vị này cũng đã bị thiệt hại đến cả trăm binh sĩ. Cụ thể như với đại đội 94, đơn vị chấn giữ khu nhà thờ Chi Bưu đã mất hẳn năng lực chiến đấu bởi đại đội trưởng Hồ Lộc tự trận. Nhưng dù với quân số thiếu hụt này, thì đoàn 9 chỉ sau một ngày đến Huế, sáng mồng năm, đơn vị đã phải xuất quân chiếm lại cửa tránh Tây đường thông về phía những mật khu trong trường sơn, trường thành Huế, khối đá, gạch, vuông bước mỗi chiều khoảng hơn hai cây số, với những chồng gạch được ghép chặt vào nhau bởi vôi trộn với mật mía. Cao năm thước, trên có lối đi để binh lính tuần tra, xe ngựa di chuyển, nhưng khối đá tảng kiên cố này trong những ngày đầu xuân hôm nay đã là những chốn nguy nan khôn cùng với những tổ tam tam, bộ đội cộng sản. Mỗi tổ tam tam đều có đủ trung liên, B-40 và AK cá nhân, nơi những ngã tư, điểm chốt, trận đường đi đến các cửa thành, đồng được các tổ thượng đại liên chấn giữ. Chúng ta hãy nghe lại lời tường thuật đơn giản của một người lính trong cuộc chiến ngày ấy khi đến gần cửa tránh tây, tôi thấy rất nhiều địch đội nón cối tay cầm súng AK 47, B40 đi qua đi lại trên bờ thành. Chúng tôi chờ trời tối rồi cho kinh binh lén leo lên, dùng lưỡi lê đánh cận chiến, chiếm được một góc thành làm đầu cầu cho đại đội nhào lên bắn ào ạt. khiến địch chờ tay không kịp dùng cách này tuy tổn thất nhiều, nhưng vì quân địch đã chiếm lợi thế bờ thành cao hơn năm thước. Nếu không liều mạng sông vào hang cọp, thì làm sao mà bắt được cọp con? Sau hai ngày tác chiến, tiểu đoàn chín dù mới chiếm được cửa tránh tây, bàn giao lại cho sư đoàn một, rồi trở ngược ra sau đánh cửa đông ba tức cửa chính đông của thành nội Huế. Tại đây, có một cây thượng liên đặt trên cửa thành cao rất kiên cố. Chúng tôi thử xung phong nhiều lần mà không sao lên được. Trung đội tôi lúc ấy còn chỉ có 21 người, nhưng do khí thế chiến thắng từ Quảng Trị và cửa tránh Tây vừa rồi, nên rất tự tin đợi ngay khi điều chỉnh pháo binh dập nát khẩu thượng liên. Cả trung đội vừa bắn vừa hô sung phong tiến nhanh lên chiếm cửa thành. Thấy tên xạ thủ thượng liên chết nằm trên súng, hai chân bị khóa bằng dây xích. Kiểm điểm lại trung đội, lúc này chỉ còn 10 người nguyên vẹn. 11 mạng người đã chết và bị thương để đổi lấy cửa thành này đây. Lính nhảy vô trả nợ máu cho quê hương miền Nam, lấy lại bình an cho đồng bào xứ Huế. Gần 30 năm sau, trên đất Mỹ, tôi vẫn nhớ cảm giác cay cay đau đớn khi đứng trên cổng thành đổ nát ngày mùa xuân năm xưa. Mùa xuân rây máu của xứ Huế mù trời xương đục, tan tóc đau thương. Khi Huế bị đánh, về phía Mỹ không có một lực lượng thắng chiến nào trong thành phố ngoài bộ chỉ huy Mark V ở sát cạnh tiểu khu Thừa Thiên. Mãi đến chiều ngày mùng 3 Tết, ngày 2 tháng 2 1968 dương lịch mới có một đại đội thủy quân lục chiến đầu tiên đến tăng cường giữ Mark V. Liên tiếp trong 3 ngày, một 2, 3 tháng 2, lực lượng của tiểu đoàn 2, lữ đoàn 5 thủy quân lực chiến như trên đã nói mới vào vùng hành quân với mục tiêu là khu đại học Huế và bộ chỉ huy Mac Phi. Thủy quân lực chiến Mỹ có đại bác, sáu nòng có khả năng công phá mục tiêu công sự nặng. Họ đánh mỗi ngày một mục tiêu, mỗi đường phố đến tối thì rút về khu Mạc Thế nên diễn tiến hành quân trì chậm, không phát triển được thành quả ưu thế hỏa lực và tính cơ động của đơn vị. Những ngày sau, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tiếp tục truy kích, chiếm đóng khu đường Lê Lợi ngang viện đại học và trước mặt nhà ga, khai triển thành quả lực lượng Mỹ đẩy lui địch ra khỏi khu vực Phú Cam khiến địch phải phân tán mỏng rút về phía Nam Giao. Hồi 16 giờ chiều ngày 10 tháng 2, một đơn vị thủy quân lục chiến trực thăng vận tăng viện cho tiểu đoàn 2. Tuy thời tiết rất xấu, nhưng cuộc chuyển quân cũng hoàn tất. Trong cùng lúc một tiểu đoàn thủy quân lục chiến khác được đưa từ Phú Bài vào Huế bằng xe, chính quyền và dân chúng đồng lòng nô nức trước lần tam viện mang lại phấn khởi này giai đoạn quyết định giải tỏa mặt trận thành phố huế được đánh dấu bởi lần thay thế chiến đoàn a thủy của lực chiến việt nam chiến đoàn này được không vận từ sài gòn đến sân bay phú bài từ đây di chuyển đến cầu tàu hữu ngạn sông hương dùng thuyền đổ bộ lên bến bao vinh để tiếp tục xâm nhập vào thành nội Huế. Chiến đoàn A gồm 3 tiểu đoàn bộ chiến do thiếu tá Hoàng Thông chỉ huy. Sáng ngày 18 tháng 2, tiểu đoàn thủy quân lục chiến do thiếu tá Phan Văn Thắng chỉ huy. Tiểu đoàn 5, thiếu tá Phạm Văn Nhã, tiểu đoàn trưởng xuất phát từ thành nội Huế. Để từ đây mở rộng ra hướng cầu Bạch Hồ. Trận chiến ở khu vực Thủy quân lực chiến được mô tả như sau. Như mắt nhìn của Nguyễn Tú, phóng viên niên trưởng của Làng báo Sài Gòn 30 năm trước. Đại đội 4, tiểu đoàn 1 Thủy quân lực chiến do Trung úy Nguyễn Xuân Tòng chỉ huy. Anh chỉ cho tôi hướng tiến quân. Địch đang ở trong cái chùa cách chúng ta 30 thước và cách trường học phía bên trái 60 thước bất ngờ tiếng nổ ầm cách chúng tôi khoảng 10 thước, ném tung đất bùn lên đám lính đang ngồi thấp bên dưới chờ lệnh. Phía Cộng sản bắn hòa tiễn vào đội hình của đoàn quân. Trung úy Tòng gọi máy về bộ chỉ huy để xin chiến xa tăng cường yểm trợ cuộc tiến quân. Khoảng 3 phút sau, ba chiếc tăng không biết từ đâu ồn ồn chạy đến Đại Bắc chiến xa đồng khai hỏa, tiếp loạt đạn Đại Liên 50 chém gãy cây lá, lá rơi tơi tả. Đạn súng đã bắn ra mà tiếng dội con vang vọng trong sương mai lạnh lẽo. Trung úy Tổng ra lệnh cho toán quân chuẩn úy Nhật tiến chiếm ngôi chùa. Nhật dẫn đầu toán lính vừa bắn vừa chạy, tàn động hai bên, bọc lấy những bức tường của ngôi chùa. Sau đó tiếp tục đánh vào mục tiêu thứ hai, khu trường học, nơi những địch quân vừa từ chùa chạy về cố thủ. Phản lực được gọi đến yểm trợ. Những trái bom rơi gần chỉ trong khoảng cách 100 đến 150 thước. Những mảnh miệng gan vang tới tận khu chùa, đen xì, nóng bỏng như vừa được lấy từ lò đốc ra. Qua máy truyền tin, tôi được biết có một toán thủy quân lục chiến vừa thanh toán được một hầm cố thủ, mà toán Việt Cộng trong ấy khoảng 15 tên đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tôi muốn chạy sang bên ấy để chụp hình, thì người lính bên cạnh đã ngăn cản. Không được đâu, ông mà chạy qua bên ấy dễ ăn kẹo của VC lắm đó. Đợi chúng tôi dọn sạch cái nhà và ngôi trường, hơn nữa phải đào hầm lên mới chụp hình được chứ. Tôi nghe hợp lý nên ngồi lại. Bỗng có một tiếng la lớn. Chết cha! Chuẩn ý nhật chạy trước kìa. Đâu có lệnh cho lên. Người lính chưa kịp dứt lời thì tràng đạn tắc 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 nổ giòn. Một bóng người ngã gục trên khoảng đất trống. Cách chùa 15 thước. Có ai đó đã lấy một tấm phong xô phủ lên hình hài của chuẩn úy Nhật. Một người lính nói với tôi, ông biết không, chuẩn úy Nhật hăng lắm. Đại đội bốn chúng tôi trong trận cai lệ lấy được nhiều súng nhất đến 95 khẩu đủ loại. Vô tình, người lính đã đọc một bài điếu văn giản dị đơn sơ mà bao giá trị bao ý nghĩa gần chỗ cỏ xanh loang máu đỏ lẫn với bùn, nơi chuẩn úy nhật ngã xuống cho lần giải phóng thành nội Huế. Một chiếc nón sắt nằm trơ trơ, ngựa lên bầu trời vẫn mây sáng. Mưa phùn, gió rét, hai bên nón sắt có dòng chữ và chữ ký ngang tàng, phóng túng. Sống bên em, chết bên bạn, của người lính đã chết trong buổi đầu xuân người lính còn rất trẻ. Mặt trận thành phố Huế chấm dứt với lần tham chiến của hai tiểu đoàn 21 và 39 biệt động quân có nhiệm vụ tạo thanh khu gia hội. Vùng cư dân nằm dọc theo sông Đào và sông Hương. Vùng này nhà cửa ít bị thiệt hại nhưng đầy đặc những hầm xác người bị thảm sát do lần rút đi trong thất bại của lực lượng Cộng sản sau 26 ngày chiếm đóng. 4 giờ chiều ngày 24 tháng 2 năm 1968, hình ảnh bi tráng linh thiêng của chiến tranh Việt Nam hiện thực. Đó là người Huế, những người lính chiến đấu ở Huế bật khóc khi lá cờ vàng ba sọc đã cắm trên cao trên kỳ đài giữa mù sương và mưa bay và cũng như lần chào cờ đầu năm cách đó 26 ngày. Chuẩn tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh toàn thể lực lượng giải tỏa thành phố Huế, suốt khoảng thời gian dài kia, đã không hề nghỉ ngơi với trang bị nón sắt, áo giáp, như một người lính ở đầu tuyến. Ông đi tới vị trí phòng thủ của binh sĩ tiền trạm lữ đoàn 1 dù, gồm những lính yểm trợ tiếp vận cùng những đơn vị lính chuyên môn, chẳng hạn như quân y, quân xa, truyền tin của sư đoàn 1, những đơn vị tác chiến đầu tiên mà ông vận dụng được để chống cự được tấn công cường tập đầu tiên của binh đội đặc công E6 do Thủ trưởng Nguyễn Trọng Dần Đích Thân chỉ huy. Ông có mặt nơi trung tâm hành quân theo dõi các vụ ném bom, phản pháo, cố thủ những vị trí tái chiếm, điều quân tăng viện. Ông đến đầu giường của thương binh vừa được chuyển về quân y viện. Ông có mặt với những ca mổ nghiêm trọng, ăn ủi thân nhân binh sĩ thiệt mạng. Ông đã là tướng lãnh độc nhất của quân lực miền Nam, sống trọn vẹn với chiến trường, với mỗi người lính khi cần có những quyết định khẩn cấp hiệu quả kể từ ngày khởi đầu trận đánh để đến hôm nay trong buổi oanh liệt chỉ huy lễ thượng kỳ khuôn mặt khắc khổ chịu nặng ưu tư của người chỉ huy chiến trường lặng xuống trong khoảnh khắc quân và dân đã một lần bật khóc khi lá cờ vàng ba sọc lừng lững lên cao giữa mù sương xứ Huế, mùa xuân nào. Lần giữ nước thứ ba Mùa hè 1972, tháng 3, từ ngày Bắc quân khởi cuộc đại tấn công miền Nam, thêm một lần Quảng Trị Thừa Thiên, hai vùng đất trước tiên hứng chịu tai ương tàn khốc của bom đạn, và người dân lại thêm một lần lặp lại tình cảnh thương tâm, tay bế con, lưng cõng cha mẹ già, xuôi theo đường số một dưới sự che chở độc nhất hay mối hy vọng cuối cùng người lính, lính cộng hòa ơi cứu bà con, lính cộng hòa ơi trên đoạn đường máu la vang Hải Lăng Mỹ Chánh dọc đường số một giữa Quảng Trị và Huế không phải đôi ba người trong cùng tình thế riêng biệt nào đó. Nhưng toàn khối dân bi thương nguy biến, cùng gọi lên như thế một lần. Họ gọi với hơi thở cuối, mồm há hốc, mắt trợn đứng, khi máu chảy, nằm xuống dãy dùa, tay lần chuỗi hạt, nhắm nghiền, trên đầu, chung quanh đại pháo bắc quân nổ liên hồi nổ tan ác. Đạn nổ không bỏ sót một phần đất, không quên một thân người. Lính Cộng Hòa ơi! Người dân rất nhiều lần kêu lên như thế. Nhưng hôm nay, tháng 5 1972, người quản trị thừa thiên Huế nhất định trở về sống lại cùng làng xưa chốn cũ bởi vì ông trưởng đã ra Huế. Ông trưởng đã tới ngoài Huế rồi bà con ơi! Người dân hâm hở, tin tưởng thúc giục nói cùng nhau và những chuyến hàng Đà Nẵng Huế bắt đầu trở lại với hành khách chen chúc đầy ngập. Trên đoạn đường lây lất, ươn ướt thịt da người phía nam La Vang, lối về ngoài mền, thấp thoáng, từng toán người gồng gánh chạy theo đoàn quân. Miền về Quảng Trị thôi bà có ơi Ông trường đã vô ở chúng mang cả như khi tệt mậu thân với miền rồi bà có nè. Chiếc xe jeep mang cờ hiệu tư lệnh màu đỏ với ba ngôi sao trắng chạy chậm chậm dọc đường Trần Hưng Đạo hướng cầu gia hội. Vị tướng quân khẽ liếc về hai bên che giấu cảm xúc trong ánh mắt u uất cố giữ vẻ bình thản ông đưa tay lên vành nón sắt tỏ ý nhấc khẽ để đáp lễ những người dân kính cẩn chào ông với cách nhìn hàm ân trân quý chợ đông ba ngầu đục váng vất những đường khói nhỏ bốc mùi khét và loang lổ vết nám đen trên lớp tường sơn vôi vàng nhạt Nhớ vết của lần hỗn loạn hai ngày trước, ngày 30 tháng 4 1972, khi mặt trận Quảng Trị tan vỡ và đám lính phẫn nộ tràn vào thành phố với những người dân đang nháo nhác rùng rùng di tản, Quảng Trị mất, mất chưng hưởng tức tối, biệt động quân nương nhau dọc quốc lộ về Nam, thì có lực chiến co lại tiểu đoàn này đỡ tiểu đoàn kia rút gần xuống Mỹ Tránh. Về phần sư đoàn ba bộ binh, không phải lỗi ở lính, cấp chỉ huy không gian, cũng có thể không do tướng giai, tư lệnh sư đoàn đã rã ngũ một cách mau chóng. Phi lý, dẫu ba trung đoàn bị thiệt hại từ ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, nhưng vẫn còn đủ quân số, vũ khí, phương tiện liên lạc yểm trợ. Bỗng nhiên, như viên đá nhỏ tan trong ly nước bốc khói. Một đại đơn vị diện địa, mất hẳn khả năng chiến đấu trong bất ngờ kinh ngạc. Xua đẩy dân và lính tiểu khu Quảng Trị, hỗn loạn đua nhau tháo chạy về Huế, như cơn nước lũ từ nguồn cao băng qua bờ đê cát nhỏ. Và tiếp theo, dưới cơn ép kinh hoàng của Quảng Trị huế nổ bùng tan nát như ánh lửa điên loạn bốc cháy chợ đông ba chen tiếng súng của đám quân không người chỉ huy gồm những thành phần lao công đào binh nhân cơ hội chạy trốn đám phạm nhân từ các trại dân sự quân đội thoát ra và tất nhiên không thiếu những tổ đặc công cơ sở nằm vùng cộng sản lợi dụng tình thế đồng khởi động phá hoại Huế mau chóng lâm cơn hấp hối, cũng bởi ảnh hưởng tác động kinh khiếp của mẫu thân mà dấu vết vẫn còn rất mới. Từ đêm giao thừa 1968, nối tiếp mở rộng thấm sâu ấn tượng bi thảm của lần thất thủ kinh đô 1885, mà nay vẫn hằng lưu trong tâm hồn người Huế với cảnh sắc u uẩn của hệ thống chùa, miễu, am luôn mờ mịt những dấu hương cháy đỏ vào đêm đến hoặc những ngày rằm, mồng một âm lịch, rải rác cạnh những con đường nhỏ hẹp, âm âm bóng cây che kín, giặc vào và hiện thực cảnh tượng nhà tan cửa nát, người chết hàng hàng lớp lớp. Gần một thế kỷ qua, kể từ năm tháng bi thảm kia, mỗi đau không hề giảm bớt, mà lại càng tăng thêm sắc độ khốn cùng, thương tâm. Chỉ có một điều khác biệt, thực dân Pháp năm 1885, khi tiến đánh Kinh Đô Huế, không có được ý niệm chính trị tiến bộ của kẻ ngụy danh cách mạng giải phóng sau này. Họ chưa biết cách thực hiện, không hề có cơ tâm tàn nhẫn thực hiện kỹ thuật giết người rẻ tiền và im lặng của quần lũ gọi là bộ đội nhân dân chôn sống những đồng bào đồng loại của mình huế hoảng hốt kinh hoàng cho đã có kinh nghiệm về thành tích tàn bạo của những toán bộ đội cộng sản và đám người cuồng khấu địa phương mang huy hiệu lá cờ đỏ sục sạo khắp cùng những căn nhà ngõ ngách đường hẻm để tìm địch giết ngụy. Thế nên, người người hớt hải xuôi nam hướng Đà Nẵng, rần rật chen chúc đến tất cả mọi phương tiện di chuyển, lại một lần bỏ quê hương chạy giặc. Đó là cảnh tượng của những ngày cuối tháng 4 năm 1972. Nhưng nay tình thế đã hoàn toàn khác hẳn bởi quân lệnh thứ nhất của Trung tướng Tư lệnh Quân đoàn 1 Vùng 1 chiến thuật loan báo khẳng định tất cả quân nhân các cấp quân lực Việt Nam Cộng hòa trong lãnh thổ khu 11, vùng 1 chiến thuật, kể cả thành phần tăng phái thuộc dụng hành quân, quân phạm lao công đào binh phải trở về trình diện đơn vị hoặc tại địa điểm quân sự gần nhất trong vòng 24 giờ kể từ 0 giờ ngày 2 tháng 5, 1900. 72 các trường hợp vắng mặt bất hợp pháp tại đơn vị coi như đào ngũ trong thời chiến khi đối diện địch quân sẽ bị truy tố ra tòa án quân sự mặt trận với trường hợp khẩn cấp tất cả hành vi cướp giật phá hoại khủng bố sẽ bị trừng phạt sự bắn tại chỗ do các đơn vị quân cảnh quân lực Việt Nam Cộng hòa toàn quyền áp dụng thi hành Huế hồi sinh từ những dòng quân lệnh mạnh mẽ và sự hiện diện uy nghiêm của vị tướng quân tư lệnh và người Huế Quảng Trị trở về. Phản công Để mở đầu cho ngày 28 tháng 6, khai diễn chiến dịch giải tỏa toàn thể Quảng Trị, Trung tướng Ngô Quang Trường đã chuẩn bị thực hiện những điều kỳ lạ kể từ ngày nhậm chức tư lệnh ngày 1 tháng 5. Chỉ hơn một tháng trước, những điều kỳ lạ này không do phía người Việt chủ quan tự định đặt. Nhưng hiện thực trong báo cáo của tướng Fred Croson, cố vấn trưởng quân đoàn 1 với đại tướng Abram, ông ta đã làm cho ban tham mưu hoạt động chưa từng có ở quân đoàn 1. Tướng trưởng đã đẩy bộ máy kia chạy với một cách thế khẩn cấp không bao giờ thấy từ trước đến nay. Và tướng Abram đã không lầm đối tượng khi trao trực tiếp đến những người bạn vũ khí tối hảo mà ông vừa nhận được. 20 dàn phóng hỏa tiễn chống tăng thô được gửi ngay đến mặt trận vùng 1 cho sư đoàn 1 bộ binh, sư đoàn thủy quân lục chiến và sư đoàn dù với lời bảo chứng của riêng tướng Ngô Quang Trường. Những vũ khí mới mẻ, công hiệu, chiến thuật linh động sáng tạo phối hợp nhau thành một thế trận liên hoàn dưới tấm thảm lửa yểm trợ của phi cơ chiến lược B-52 từ Guam, dàn hải pháo, phi cơ của Hải quân Mỹ từ hạm đội 7, phi cơ Mỹ, Việt từ Đà Nẵng, Chu Lai, đã kết nên sức tổng lực của lôi phong mà những sư đoàn 304, 308, 324B và 325 tổng trừ bị của miền Bắc đã phải chôn vùi phiên hiệu lẫn khả năng chiến đấu. Sau đây là những trận đánh khai cuộc điển hình trước buổi oanh liệt quyết định với mục tiêu cổ thành Đinh Công Tráng, nơi thị xã Quảng Trị. Sau cuộc lôi binh oan nghiệt hỗn loạn rời bỏ Đông Hà, Quảng Trị, căn cứ ái tử và những vị trí quan yếu Bắc Sông Thạch Hãn. Kể từ ngày 1 tháng 5, phòng tuyến cực Bắc của miền Nam dừng lại ở sông Mỹ Chánh. Con sông rộng không quá 100 thước chiều ngang kia, thật sự không thể là tuyến phòng thủ thiên nhiên hữu hiệu. Hơn thế nữa, đường tiếp cận trong trường sơn qua ngã thung lũng a sao a lưới để về huế đã hoàn toàn thuận lợi khi các binh đoàn cộng sản chiếm được những căn cứ hỏa lực baston checkmate cửa vào thành phố huế từ ngõ tây nam nếu lực lượng cộng sản tiếp tục lớn chiếm được đoạn phía nam huế đường đi đà nẵng và cắt đường số 1 ở khoảng an lỗ theo chiều ngang của sông bồ thì lực lượng thủy quân lục chiến nơi phòng tuyến Mỹ Chánh này đã nằm gọn trong một chiếc túi bị thắt chặt cả hai đầu Nam lẫn Bắc. Không cần bị tấn công cũng sẽ phải rút đi mà chắc gì thoát được về Đà Nẵng. Đoạn Mỹ Chánh Huế chỉ có khoảng 50 cây số và sau Huế là Đà Nẵng với hơn 100 cây số còn lại chiến dịch tấn công miền Nam của Bộ Tổng quân ủy miền Bắc với tên hiệu Nguyễn Huệ sẽ trở thành hiện thực với cuộc Nam Tiến ngụy Danh Giải Phóng. Nếu như phòng tuyến Mỹ tránh vỡ từ đầu những ngày tháng 5 1972. Nhưng Trung tướng Ngô Quang Trường, Sư đoàn Thủy quân lực chiến, giữ chức tư lệnh Sư đoàn cùng ngày 1 tháng 5 với những lữ đoàn 147, và 258 thủy quân lực chiến. Dẫu bị tổn thất nặng trong suốt trận chiến kể từ tháng 3, nơi những căn cứ Hỏa lực Hocom, Sars, núi Bá Hồ, Mai Lộc, Nam sông Bến Hải đã không để mưu định kia nên hiện thực. Hơn thế nữa, đơn vị chấn đóng tuyến Mỹ Tránh trên quốc lộ 1, điểm tấn công chính của Bắc quân, nếu muốn mở đường về Huế, lại là tiểu đoàn 2 thủy quân lực chiến Châu Điên của Trung tá Nguyễn Xuân Phúc, tiểu đoàn thượng thẳng của binh chủng, cũng là đơn vị lừng lẫy nhất của quân lực Cộng Hòa. Thế nên, bộ binh miền Bắc không thể nào vượt qua được 70 thước sông bề ngang mong manh này. Chắc chắn không thể được. Một thằng cháu của bác nào qua đây tôi sẽ biệt phái nó đi gặp bác nó ngay. Chúng ta phúc, Robert Lửa, đã nói như thế với những phóng viên báo chí tại Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn, ở đồi Đức Mẹ cạnh sông Mỹ Chánh trong buổi họp báo bỏ túi ngày 1 tháng 5. chung quanh xác chết những đặc công cộng sản, nằm rải rác đến cây cầu vừa bị giật sập còn bốc khói. Từ phòng tuyến mong manh này, với lòng tin cậy đối với những đơn vị tăng phái hành quân trung tướng trưởng trả lại quyền điều động đơn vị cho đại tá lân trong khu vực trách nhiệm lần đầu tiên kể từ ngày thành lập sư đoàn thủy quân lục chiến được sử dụng hết sức mạnh tổng hợp đúng kích thước của một sư đoàn biết như thế để hiểu tại sao đã có những thiệt hại oan uổng vô lý ở trận bình giả vùng rừng miền Đông Bộ tháng 12 năm 1964, với Lam Sơn 719, cũng nơi đất trị thiên này. Đó là do khi các tiểu đoàn bị xé lẻ và nguy hại hơn nữa, nếu các đại đội tác chiến phải phơi thân đơn độc nơi những căn cứ hòa lực, dưới cơn mưa lũ của đại pháo Cộng sản, qua những ngày dài chịu đựng, để đến một kết thúc không tránh khỏi khi các đơn vị ấy cạn đạn dược, không được tải thương tiếp tế, không phi pháo yểm trợ. Trận đánh nơi những cao điểm Si, Sali ở chiến trường Tây Nguyên, Con Tum với tiểu đoàn 11 dù trong những ngày giữa tháng tư vừa qua là một đau thương còn quá mới. Nay, người lính giành lại thế chiến đấu và tất nhiên họ phải chiến thắng. Nói lại thêm một lần cũng chưa đủ, Trung tướng Ngô Quang Trưởng đã trả lại cho người lính ở mặt trận trị thiên sức chiến đấu thần kỳ của họ. Từ phòng tuyến Mỹ Chánh, một đơn vị viễn thám thì có lực chiến ban đêm, men theo bóng tối vượt qua sông chiếm cứ một đầu cầu, để ngày mai, ngày 12 tháng 5, cuộc hành quân sóng thần tháng 5 1972, khai diễn có vị trí đặt bộ chỉ huy hành quân với đoàn trực thăng cơ hữu CH-53 của Thủy quân lực chiến Mỹ từ quân vận hạm Okinawa bay vào. Hai tiểu đoàn 3 và 8 thủy quân lực chiến trực thăng vận đột kích chớp nhoáng xuống bờ biển phía tây quận Hải Lăng, Nam Quảng Trị khoảng 10 số. 9 giờ sáng, cuộc đổ bộ hoàn tất 1.200 chiến sĩ cọp biển tràn lên trận địa, dạng hình những chiếc áo ràn màu xanh, xô tới như sóng biển. Quân tiến như qua chỗ không có người. Đám bộ đội trở tay không kịp bởi phía chỉ huy Bắc quân chỉ đề phòng cuộc tấn công từ Mạn Nam lên, nơi phòng tuyến Mỹ tránh. Nhưng thật cũng có một cánh quân tiến lên từ phía Nam tiểu đoàn 9 thủy có lục chiến vượt sông ghim chặt trung đoàn 66 Bắc Việt, cả hai mặt Bắc và Nam. Đơn vị Cộng sản phân tán mỏng rút lui, để lại 240 xác chết đếm được. Chúng ta nêu lại yếu tố kỹ thuật trận liệt đã một lần bàn đến. Quân số thiệt hại ắt phải gấp ba lần xác chết để lại trên chiến địa kia bang tiểu đoàn thủy quân lực chiến tổn thất nhẹ. Rút về lại phòng tuyến Mỹ tránh trong buổi chiều cùng ngày, để lại một trực thăng Z-53 trúng đạn đã được phá hủy tại chỗ. Phía tư tưởng mặt trận B-2 của Bắc quân, kể từ khi khai diễn chiến dịch Nguyễn Huệ, tổng tấn công miền Nam bị khựng lại với câu hỏi. Phía quân Nam sẽ đánh vào đâu? Đánh như thế nào? chiến dịch Nguyễn Huệ sau này được giới nghiên cứu quân sự thế giới đánh giá là cuộc tổng tấn công lớn thứ hai của khối Cộng sản kể từ lần xâm lăng Nam Hàn năm 1950 ở bán đảo Triều Tiên với 300.000 chí nguyện quân Trung Cộng. Điểm khác biệt là vào thời điểm ấy, danh tướng MacArthur có dưới tay 365.000 quân, gồm Mỹ và Liên Hiệp Quốc, được cả thế giới yểm trợ và tâm lý quần chúng. Quốc hội Mỹ phấn khởi, tự tin sau thắng lợi Thế chiến thứ hai đồng thuận, để chính phủ Mỹ áp dụng những biện pháp quân sự mạnh mẽ, mà cũng đã phải rút lui về bán đảo Pusan trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Nay, Trận chiến mùa hèm 1972 hoàn toàn không có bộ binh Mỹ tham dự và không quân Mỹ thực hiện lần cứu viện cuối cùng cho đồng minh trước khi bị tu chính án Frank Church kìm giữ hẳn. Trong cuốn Vietnam a History với tính vô liêm sỉ tàn nhẫn cao độ, Stanley Kahn nào trình bày chuyện kể về Việt Nam hoàn toàn cố ý nhảy qua đoạn chiến sự năm 1972 này, Ita chỉ khai thác đề tài Mậu Thân Huế 1968 với yếu tố phía Việt Nam Cộng Hòa cho người lẻn vào khu giải phóng khu vực do phía cộng sản tạm chiếm để giết những người tình nghi đã cộng tác với bộ đội cộng sản, xong ném vào chung hố với những nạn nhân do cộng sản chôn sống để vu oan là cộng sản giết người y chứng minh điều trung thực của câu chuyện qua trích dẫn bài hát trịnh công sơn chiều đi qua bãi dâu vỗ tay trên những xác người đoạn viết này hàm ý những xác người này do phía việt nam cộng hòa sát hại rồi đổ tội cho việt cộng và nếu như có thật một số người bị chết bởi tay bộ đội Cộng sản, thì cũng chỉ là do Việt Cộng từ du kích Cộng sản miền Nam trả thù những kẻ có nợ máu đối với nhân dân. Chứ bộ đội miền Bắc hoàn toàn vô can trong vụ tổng công kích và thảm sát người ở Huế. Sau năm 1975, tạp chí National Geographic có đăng bài viết của Trần Văn Đình, vốn là nhân viên ngoại giao cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa. Qua phỏng vấn của người này, viên bí thư thành ủy Huế đặc trách ngoại vụ, Nguyễn Văn Diêu có ý kiến về cuộc thảm sát năm 1968 như sau. Lê Minh, viên chỉ huy quân sự mặt trận Huế trong thời gian ấy, đã xác nhận Bộ đội của anh ta có phạm tội ác Nhưng lời thú tội Được biện hộ ngay lập tức Lê Minh viết tiếp Bởi chúng tôi không kiểm soát Được những hành vi tàn ác Của cá nhân binh sĩ Nhưng dẫu sao là người chỉ huy Bao gồm cá nhân tôi Phải chịu trách nhiệm Quý hóa quá Cũng có lúc cán bộ Cộng sản thú tội giết người sao Nhưng tên Lê Minh Là tiên thật hay tên giả của một anh cán bộ loại tép riu nào? Hắn ta là ai? Một tội ác lớn, chôn sống hàng ngàn người theo một kế hoạch hiểm độc tinh vi, thoát được giải thích và giải quyết bởi lời thú tội từ một tên tuổi bá vơ nào đấy, được gọi là Lê Minh. Nhưng anh ta cũng không hẳn phạm tội vì đấy chỉ là tội ác cá nhân của những tên bộ đội vô danh nào đó mà thôi. Hàng năm cho đến những năm đầu thế kỷ 21 này, Đảng Cộng sản vẫn ra chỉ thị làm lễ kỷ niệm chiến thắng Mậu Thân. Lẽ tất nhiên, buổi lễ có kể lại chiến công vĩ đại Tết 1968 ở Huế. Vậy, thành tích chiến thắng đánh Mỹ, diệt ngụy được kể ra kia với hành vi tàn ác cá nhân của một tên bộ đội dưới quyền lê minh có khác gì nhau không nhưng tường dạy học ở huế một trong những kẻ gọi là văn nghệ sĩ trí thức yêu nước cách mạng bản chiến đấu của nhạc sĩ sơn trong tập băng truyền hình việt nam ở history thẳng thừng trả lời chúng tôi giết chúng như giết loài rắn độc cộng sản hà nội đến cỡ của tố hữu cũng không thể chân tráo ngang ngược xuẩn động hơn những con người và những sự việc vừa nêu trên chúng ta tạm rời bỏ những xảo trá đê tiện chính trị để trở lại chiến trường với những người lính của quê hương không để cho phía cộng sản có được thời gian chuẩn bị cuộc phản công Trung tướng Ngô Quang Trường chỉ thị đến hai tư lệnh chiến trường. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh sư đoàn một bộ binh và đại tá Bùi Thế Lân, tư lệnh thủy quân lục chiến, phải thanh toán hai gọng kềm Tây Nam và Đông Bắc Huế trước lần tổng phản công lên mặt Bắc. Mặt trận Tây Nam được thực hiện theo diễn tiến như sau. 9 giờ 15 ngày 14 tháng 5, 1972, tại Bộ Chỉ huy Trung đoàn 1 Bộ Binh, tướng Phú nhận được báo cáo mới nhất của cánh quân Trung đoàn 3, đơn vị đánh chiếm lại căn cứ Baston từ Mạn Bắc, mà căn cứ này đã bị mất từ tháng 3. Baston là tên do các đơn vị Mỹ đặt để nhắc lại trận đánh lừng lẫy của sư đoàn nhảy dù 82 trong Thế chiến thứ hai do tướng Maxwell Taylor chỉ huy. Nay sư đoàn 1 đặt lại với một danh tự đầy cảm xúc thuận hóa, tên cũ của Thừa Thiên Huế, từ ngày chú Nguyễn vào Nam mở nước. Thế kỷ 17 Người quản trị Thừa Thiên dựng nước và mở nước từ đất ái từ thuận hóa, nên người lính sư đoàn 1 phải trở lại thuận hóa vì ở đấy không chỉ là một mục tiêu quân sự nhưng là biểu tượng sức chiến đấu của đơn vị tất lòng dân quân tha thiết với phần đất cha ông trận đánh từ sáng sớm đến xế chiều vẫn chưa có kết quả quyết định dù phía trung đoàn ba đã báo cáo chúng tôi vượt qua hàng trăm xác của địch nhưng bởi hệ thống chốt của chúng quá dày đặc nên không thể nào thanh toán mau chóng được thành phần bộ đội giữ chốt lại bị xích chân vào súng, nên chúng không thể chạy trốn. Quân ta phải thanh toán từng chốt một, cho đến gã lính cuối cùng bị tiêu diệt. Và vì thế, cuộc tiến quân phải trì chậm lại. Báo cáo chính xác cuối ngày dừng lại với con số 346 địch quân chết tại chỗ và 100 súng đủ loại bị tịch thu. Phần đông là Thượng Liên và Đại Liên phòng không. Những chốt lớn còn có súng cối do một tiểu đội, 10 người trách nhiệm cố thủ. Trên đỉnh Ti Bôn, nơi đặt bộ chỉ huy hành quân, tướng Phú nói cùng với phái đoàn báo chí và phóng viên điện ảnh từ Sài Gòn đến. Nội trong đêm nay, sư đoàn 1 sẽ trở lại Baston. trở lại Baston để chứng tỏ quân lực Việt Nam Cộng Hòa thừa sức để tái chiếm bất cứ vùng đất nào mà trước đây tạm bỏ. Nhưng dự định của tướng Phú và quyết tâm của người lính sư si đoàn 1 không thực hiện đúng hẹn được bởi hai tiểu đoàn K5 và K9 Cộng sản quyết liệt trận đứng cánh quân trung đoàn 3 chủ yếu là tại đỉnh 100 cách tám 800 thước đơn vị chốt tại đây tử chiến tuyệt vọng không khoan nhượng. Nửa đêm, rạng 14 qua ngày 15, tướng phú vào máy truyền tin giả chiến, nói chuyện trực tiếp với người chỉ huy trung đoàn 3. Chỉ trong đêm nay hay ngày mai, chứ không thể là 22 hay 29 tháng 5, mấy đứa con đầu của anh có vào được hay không? Đừng nói lòng vòng, các anh đừng làm hổ danh sư đoàn 1. Sáng sớm ngày 15, tướng Phú sau lần tiếp xúc mật với tướng trưởng có ngày quyết định táo bạo. Dùng một đơn vị trinh sát nhảy xuống Baston, xong từ trong đánh ra ngoài, liên kết với lực lượng của trung đoàn 3 từ ngoài tấn công, dứt điểm. Cuộc trực thăng vận dự trù lúc 10 giờ đợi cho trời bớt sương mù theo yêu cầu An Phi. 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, từng giờ một phải được kéo lùi vì khu trục không nhìn thấy mục tiêu để đánh dọn bãi cho quân bạn. 13 giờ 30, giờ dê của chiến dịch đột kích bắt đầu. 18 pháo đội 105 ly và 155 ly đồng tập trung hỏa lực trút xuống baston vũng lưới lửa mỗi pháo đội có sáu khẩu súng tức một trăm lẻ tám nòng đại pháo cùng lần tác xạ mỗi pháo đội nhận được lệnh pháo đội mười trang có nghĩa số lượng đạn bắn đi nhân lên mười lần số súng kia pháo bình chấm dứt để khu trục vào vùng đoàn khu trục của phi đoàn 518 từ Biên Hòa đã tăng phái mặt trận giới tuyến. Từ đầu tháng 4, những chiếc phi cơ AD-6 thật ra đã thuộc loại bỏ đi của không quân lẫn hải quân Mỹ và chỉ dùng để huấn luyện mặt thôi vì đã quá giờ bay sau đệ nhị thế chiến 1945 nhưng khi những chiếc máy bay này vào tay phi công việt nam với những người sinh ra để bay sky raider loại khu trục cánh quạt có khả năng mang súng bom nặng hơn trọng lượng của chính nó như nguyễn văn cử phạm phú quốc thế hệ đàn anh hoặc trần thế vinh phạm văn thẳng nguyễn du nguyễn văn phong ngày nay chúng trở thành một vũ khí tấn công hiểm trợ tiếp cận cho bộ binh tuyệt hảo. Chỉ từ một tuần, từ 2 đến 9 tháng 4, Trần Thế Vinh đã hạ 21 chiến xa với những trái bom đặt dưới cánh phi cơ của anh. Sáng ngày 15 này cũng thế, những trái bom rơi từ phi cơ AD-6 của phi đoàn 518 như đặt vào những trái bóng nhỏ vào những chiếc lỗ khít khao bật tung toàn bộ hệ thống cố thủ của các chốt chung quanh và trung tâm Bastogne. Sau đợt dội bom cường tập, trung đội trinh sát của Thiếu Hiệp nhảy xuống mục tiêu khi còn nguyên mùi bom lửa cháy trên đất đá. 9 giờ sáng ngày 16, đại quân sư đoàn chiếm lĩnh tất cả các cao độ quanh Baston. Từ trên cao nhìn xuống, lá cờ vàng của thuận hóa, Baston đổ nát sáng rực giữa chập trùng màu xanh của rừng với hơi khói đạn chưa tan. Sau thất trận thê thảm ở cửa ngõ vào Tây Nam Huế, nơi thung lũng A Sao, sư đoàn 324B Cộng sản phải rút về Lào để tái bổ sung và biến mất khỏi chiến trường trị thiên. Nhưng thất bại quân sự của phía Cộng sản không chỉ dừng lại với sư đoàn 324B mà còn kéo dài, mở rộng hơn với ảnh hưởng sâu xa đối với toàn thể mặt trận phía Bắc nói riêng và sách lược của cuộc tổng công kích mùa xuân 1972 trong tầm cỡ rộng lớn tổng quát chúng ta hãy theo dõi tiếp sức mạnh vô địch của lôi phong. Do một tính toán sai lầm tai hại. Mà sau này, giới nghiên cứu chiến lược quân sự Mỹ, Việt, kể cả phía Cộng sản đồng xác nhận, đó là sai lầm của chính Võ Nguyên Giáp. Bắc quân mở trận đánh phục thù vào ngày 21 tháng 5 bằng đội hình mở rộng trên trận địa với chiến xa và bộ binh tùng thiết theo chiến thuật cổ điển của chiến tranh quy ước ở một vùng chiến trường mà họ đánh giá là có ưu thế. Trên vùng lao sậy bạt ngàn, dọc phá tam giang, song song với bờ biển, bộ binh và chiến xa cộng sản dàn đội hình theo trục lộ 555 kiểm soát được tuyến đường tức là nối được trực. Kiểm soát được tuyến đường tức là nối được trục tiếp vận Bắc Nam của vùng đồng bằng thuộc hai tỉnh điện đầu mà không cần phải phụ thuộc vào quốc lộ 1. Hiện tại không thể vượt qua được chốt cầu Mỹ Chánh. Lực lượng Cộng sản thoạt tiên tấn công các đồn địa phương quân và nghĩa quân thành phần này được lệnh rút bỏ vị trí, lui về phòng tuyến của thủy quân lục chiến, nương theo đà thắng lợi ban đầu. Bắc quân thọc sâu về phía nam, định bao vây, bọc hậu hai tiểu đoàn 3 và 9 thủy quân lục chiến. Nhưng hai đơn vị này đã áp dụng một kế sách tuyệt diệu, bỏ trống trận địa không cho địch ưu thế chọn lựa chiến trường để giành lại tư thế khả năng thủ thắng cuộc giao tranh theo kế hoạch hành quân của mình, bằng cách nuôi binh sâu về phía nam năm cây số, lập phòng tuyến mới. Khi binh đội cộng sản tiến vào khu vực bỏ trống, thì cơn mưa lũ lửa sắt thép của hàng trăm phi cơ Việt Mỹ cùng đổ xuống nơi mà chúng ta đã có sẵn những vị trí yếu tố tọa độ tác giả để dội bom. Nhưng nhất quyết không chịu rời bỏ mục tiêu đã dự trù chiếm lĩnh. Sáng sớm ngày 22, lực lượng Cộng sản tập trung 29 chiến xa còn lại mở đợt tấn công lần thứ hai vào vị trí tiểu đoàn 3 và bộ chỉ huy lữ đoàn 369 nhưng cố gắng này hoàn toàn bị phá sản bởi những dàn phóng hòa tiễn thô do thủy quân lục chiến sử dụng đã khai triển vận động hết hỏa lực đáng sợ của nó bắn hạ 10 chiến xa T-54 ngay trong đợt phản công đầu tiên có chiếc bị cháy chỉ cách hầm chỉ huy lữ đoàn khoảng 400 thước thế là thế trận Bắc quân hoàn toàn tan vỡ. Thiệt hại 542 xác đếm được, mà theo ước tính, phải thêm một trung đoàn nữa bị loại ra khỏi vòng chiến. Như cơn điên mê của loài thiêu thân tuyệt vọng, tư lệnh mặt trận B2 Cộng sản lại chuyển mũi dùi tấn công sang phía Tây, vùng trách nhiệm của lữ đoàn. 258 thủy quân lục chiến và liên đoàn một biệt động quân. Cách đánh thí quân này không gây thâu đạt một kết quả nhỏ nào mà lại còn để lại hơn 200 xác nằm chật trên những bờ bãi lau lách màu đỏ thậm. Màu đỏ vốn có do từ nước cặn phèn, nay lại thêm sẫm màu bởi máu động vũng lại không để cho địch quân có thì giờ dưỡng thương. Lực lượng thủy quân lục chiến sử dụng lữ đoàn còn lại đánh dập toàn bộ những mũi tấn công của binh đoàn Cộng sản, cố lấn sâu xuống phía nam sông Mỹ Chánh. Kế hoạch tấn công dứt điểm được hình thành với cuộc hành quân sóng thần 1972 để đưa lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến vào trận. Có thể nói rằng đây là một cuộc hành quân thủy bộ được tổ chức cao nhất từ trước đến nay của chiến tranh Việt Nam do phối hợp nhịp nhàng vận dụng hết khả năng cơ động của binh chủng thủy quân lục chiến Việt Nam. Kỹ thuật khoa học quân sự hiện đại tinh vi của quân đội Mỹ cùng sức mạnh ghê hồn của hỏa lực phi pháo. Ngày 23 tháng 5, Tiểu đoàn 7 thủy quân lực chiến kín đáo rời phòng tuyến bố quân để ra bến tàu Tân Mỹ, 5 cây số đông bắc thị xã Huế. Tiểu đoàn xuống tàu nhỏ ra hạm đội 7 đậu ngoài khơi, chờ giờ vượt tuyến tấn công mà đến lúc này cấp chỉ huy mới phổ biến cho binh sĩ biết. Cần mở một giải thích quan trọng nơi đây về địa thế của chiến trường được chọn từ lúc chiến tranh Đông Dương thứ nhất 1945 đến 1954, vùng đất thuộc eo biển miền Trung dọc phá Tam Giang, nằm giữa quốc lộ 1 và bờ biển này là một vùng cấm kỵ của lực lượng quân đoàn viễn chinh Pháp bởi vì địa thế quá hẹp, trống trải, nhưng là vùng sinh lầy không thuận tiện đối việc điều động cơ giới bộ binh di chuyển khó khăn, lại không có chướng ngại thiên nhiên để che giấu. Khi tiếp cận mục tiêu hoặc ẩn tránh nếu xảy ra trận đánh. Tháng 7 năm 1953, tướng Navarre vừa cầm quyền được hai tháng, đã mở cuộc hành quân với một lực lượng thủy bộ đến 30 tiểu đoàn cốt để đánh bật trung đoàn 95 cộng sản ra khỏi vùng để giải tỏa áp lực địch mạn Bắc Huế vẫn là một địa danh có giá trị tinh thần tác động chính trị đối tâm lý người Việt những người vẫn còn lòng ngưỡng vọng một ông vua với danh hiệu quốc trường với những danh xưng nghi lễ hoàng thượng bệ hạ nhưng dù khoa trương rầm rộ cuộc hành quân phải chấm dứt vài ngày sau vì số thương vong do mìn bẫy quá cao và không có một đụng độ đích đáng như dự trù. Và dù trận liệt đã báo cáo bắt được 387 tù binh, 182 địch bị hạ, nhưng trung đoàn 95 kia vẫn còn hoạt động và tiếp tục chiến đấu ở thời gian sau. Từ đó, binh đoàn viễn trinh Pháp gọi địa danh đáng sợ này với một tên hiệu thê thảm, dạy phố buồn thiêu và học giả người Pháp Bernard Faure đã dùng làm tiêu đề cho một biên khảo của ông về chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Thế nên, địa danh trở nên quen thuộc với giới nghiên cứu quân sự và người viết nên cuốn sách kia cũng đã thiệt mạng do mìn bẫy khi theo quân đội Mỹ hành quân trên vùng đất này vào năm 1967. Nhưng nay, Lữ đoàn 147 Thủy quân độc chiến phá tan huyền thoại âm u kia lẫn lời tán tụng Sư đoàn nặng 325 tổng trừ bị quân đội Bắc Việt là một đơn vị quân đội nhân dân anh hùng nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Với một phối hợp đồng bộ tuyệt hảo, Bộ Tư lệnh Tiền Phương Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam đặt trên sói hạm USS Blue Ridge cùng với Ban Tham mưu Hạm đội Điều hành, chỉ huy cuộc hành quân đưa tiểu đoàn 7 trở lại bờ biển băng tàu đổ bộ của thủy quân lục chiến Mỹ. Khi đoàn quân cách bờ khoảng 3 cây số, dàn hải pháo của hạm đội 7 sử dụng những đại pháo có đường kính 16 inch hay 406 mm như của thiết giáp hạm New Jersey đổ một màn lửa và mảnh thép công phá xuống các bãi đáp dự trù sau cơn bão nhân tạo do các hải pháo phi cơ hạm đội xuất kích với Skyhawk của hải quân hoặc F-4C Phantom A-7F Corsair của thủy quân độc chiến tiếp dọn sạch các mục tiêu và cuối cùng con bài chủ lực B-52 vũ khí cột trụ của lôi phong được gọi tới trải tấm thảm lửa hung hãn suốt chiều dài bãi biển dọc theo hương lộ 555. Lửa cuồn cuộn tung hoành đỏ rực sóng biển, hắt ánh hồng át mặt trời vừa bắt đầu bình minh. Từ khoảng cách hai cây số, đây là khoảng cách an toàn tối thiểu đối B-52. Hai đợt tàu đổ bộ gồm mỗi đợt 40 chiếc đưa tiểu đoàn 7 a vào bờ như những cơn sóng biển. Mà thật sự là một biển người đồng loạt sông lên bờ cát, âm âm mùi bom lửa. Đơn vị Cộng sản cố thủ bờ biển, trong chớp mắt phân tán mỏng chạy về quốc lộ 1, tìm đường sống sót. Một đại đơn vị bây giờ chỉ còn đúng 10 tù binh ngơ ngẩn vì quá sợ hãi đưa cao hai tay đầu hàng lính thủy quân lục chiến. Nhưng đơn vị Cộng sản tháo chạy hướng quốc lộ 1 hoặc về phía Bắc cũng không còn hy vọng được trốn thoát lần cuối. Vì hai tiểu đoàn 6 và 4 đã nhảy xuống giao điểm nút chặn với cuộc trực thăng vận thần tốc thực hiện đúng vào lúc tiểu đoàn 7 đổ quân. Hai tiểu đoàn 4 và 6 đụng độ ngay tại bãi đáp với trung đoàn 18, đơn vị thuộc sư đoàn 325, mà bộ chỉ huy đã thoát khỏi trận địa từ sau những thiệt hại từ giữa tháng 5. Sau 7 ngày trà láng mật khu dãy phố buồn thiêu, lữ đoàn 147 trả khung cảnh im lềm cho khu vực đúng như tên gọi rút về lại phòng tuyến Mỹ-Chánh. Quân đội Cộng Hòa rút đi cùng lần biến mất khỏi trận địa. Những đơn vị từng là huyền thoại của bộ đội miền Bắc, hai trung đoàn mang danh số 66 và 88 của quân đội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hoàn toàn mất dấu khỏi hồ sơ trận liệt kể từ ngày tháng này. Chỉ trong vòng một tháng năm, trong vùng trách nhiệm của Thủy quân lục chiến đã có tới hai ngàn xác đếm được. Hơn ngàn vũ khí bị tịch thu, 60 chiến xa bị loại khỏi vòng chiến. Có chiếc khi bị bắt sống còn y nguyên vũ khí, số đạn cấp phát. Binh sĩ những tiểu đoàn 6 và 8 thì quân lục chiến của Trung tá Đỗ Hữu Tùng, Nguyễn Văn Phán đã không cho xạ thủ những chiếc tăng này bắn được một viên đạn sau 27 tháng 7, thì có lực chiến thay thế nhảy dù để dứt điểm cổ thành Quảng Trị. Thật ra, kể từ 25 tháng 7, tiểu đoàn 5 dù đã bám được bức tường đá cổ thành Quảng Trị với yểm trợ tiếp cận của phi cơ A-37 không quân Việt Nam. Nhưng khi Đại úy Nguyễn Tiến Sĩ, đại đội trưởng 51 của tiểu đoàn này, thúc lính bò lên thành, thì cũng là lúc không quân Hoa Kỳ can thiệp, dội bom nội thành. Do những lý do kỹ thuật, hai trái bom đã đánh nhầm vào đội hình quân bạn. Tiểu đoàn 5 mất đà tiến, khựng lại và dội ngược. Sư đoàn dù lại để trống ngã bến chùa, đường qua sông Thạch Hãn về nhan biểu ái tử. Đường tiếp vận quan yếu của hệ thống hậu cần Bắc quân 9 tiểu đoàn nhiều hiện có chỉ vừa đủ rải từ Mỹ Chánh đến Quảng Trị. Từ đường chiến thuật 556B ra đến quốc lộ 1, thế nên cần phải có thêm một lữ đoàn tăng cường để chặn con đường ái tử, nhan biểu, cổ thành là ước vọng tha thiết của Bộ Tư lệnh sư đoàn Dù hay cũng chính của tướng trưởng gần hai tháng qua đi, kể từ ngày khởi cuộc phản công, tất cả các đơn vị tham chiến bị ngưng lại bên bờ hào của vòng thành đá tảng. Tuyến chiến đấu của ta và địch cách nhau đúng 400 thước, nhưng cũng có nơi không còn thước nào cả, bởi các chốt kháng cự đang kín vào nhau, nên nay đã đến lúc cần phải thay đổi kế hoạch tác chiến để thực hiện lời nguyện trước quốc dân và lịch sử. Tư lệnh chiến trường, Trung tướng Ngô Quang Trưởng quyết định cùng hai viên tư lệnh nhảy dù và thủy quân lục chiến. Hai tướng lãnh vừa được vinh thăng tại mặt trận trên chiến địa trị thiên này. Chuẩn tướng Lê Quang Lượng và Bùi Thế Lân một kế hoạch tái phố trí Sư đoàn thì có lục chiến nhận trách nhiệm phần đất bên trái quốc lộ 1 chạy dài ra đến biển. Sư đoàn dù từ trái quốc lộ đổ sâu vào hướng núi. Tiểu đoàn 6 thì có lục chiến chịu trách nhiệm góc Tây Nam Cổ Thành, ngã tư đường Trần Hưng Đạo Quang Trung. Tiểu đoàn 3 thì có lục chiến thay thế dù chịu trách nhiệm phòng tuyến dọc đường Lê Văn Duyệt đối diện cửa tiền. 9 thủy quân lục chiến đổi trong 11 dù Châu điên trận đường Cửa Bắc ngang sông Thạch Hãn cũng là đường tiếp vận cho lực lượng cộng sản cố thủ cổ thành những dòng chữ sau đây viết theo câu chuyện của người lính Thủy đánh bộ kể lại chúng ta hãy sống cùng những giờ phút dũng liệt với xương máu của mỗi một người lính những người lính vô danh mà linh thiêng sông núi đã hun đúc nên thành gánh chịu suốt cuộc chiến điêu linh đại tá ngô văn định lữ đoàn trưởng lữ đoàn ba trăm sáu mươi chín thủy quân lục chiến vị lữ đoàn trưởng thâm niên nhất của sư đoàn nhận nhiệm vụ chỉ huy đơn vị xung kích tái chiếm cổ thành quảng trị từ hướng tây nam lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy chịu trách nhiệm mặt phía đông từ quận Triệu Phong ra đến biển. Sư đoàn thủy quân lục chiến kể từ ngày thay thế nhảy dù, tuy đã chiến đấu không hề ngừng nghỉ, nhưng cũng chỉ để các chốt địch từ ngoài vào trong cổ thành. Và điểm gần nhất cũng còn cách bờ hào thành khoảng 200 thước. Không thể chần chờ hơn nữa. Bộ tư lệnh quân đoàn 1 dưới sự điều hành trực tiếp của tướng trưởng soạn thảo kế hoạch lôi phong giai đoạn 2 sử dụng tối đa hỏa lực phi pháo trong 48 giờ liên tiếp theo diễn tiến. Không quân chiến lược B-52 liên tục trải thảm từ sông Thạch Hãn đến Đông Hà có nhiệm vụ đập nát tất cả vị trí pháo binh, hỏa tiễn, bộ chỉ huy, điểm tiếp vận, tiếp đến Hải pháo từ hạm đội 7 bắn vào các điểm nghi ngờ liên tục trong suốt chiến dịch vào những lúc phi cơ tạm rời vùng. Pháo binh diện địa 175 ly từ phong điền tăng cường quấy rối, đặc biệt chiếu cố thật kỹ vị trí tọa độ Cổ Thành. 12 khẩu Đại Bác 155 ly, 54 khẩu. 105 ly cơ hữu của Sư đoàn Thủy quân Độc Chiến được lệnh tác xạ không ngưng một phút. Pháo thủ chỉ thay nhau ngủ vài giờ nửa đêm. Từng khẩu pháo được điều chỉnh để không một trái đạn rớt ra ngoài bờ thành. Đạn bắn không cần đếm. Hàng trăm xe vận tải hăng nặng chở đạn đi suốt ngày đêm trên lộ trình Đà Nẵng Quảng Trị đạn dở xuống để ngay trên quốc lộ 1 dài hàng cây số. Lính pháo binh cứ tự động đến lấy mang về vị trí pháo binh khỏi cần làm phiếu lạnh. Có người đã ôm viên đạn trong tay nhưng kiệt sức không nạp nổi vào nòng. Anh ta đã ngã gục bên khẩu pháo. Trong vòng 48 giờ đã có 60.000 quả đạn bắn đi không một phân đất nào của khu vực chung quanh cổ thành trong thị xã không có dấu đạn rơi về phần bốn bờ tường thành được dành cho không quân chiến thuật việt nam và mỹ từ đà nẵng chu lai tuy hòa hạm đội bảy đồng thực hiện các phi công phải lựa chiều đánh bom làm sao để quả bom rơi đúng trên năm thước bề dày của chức thành cốt để triệt hạ khối đá vuông bức kia thấp xuống. Càng thấp càng tốt, phải đập nát bốn lô cốt ở bốn góc, khóa hỏng những thượng đại liên mà xạ thủ đã bị xích chân vào súng. Và cuối cùng, cũng phải cầu viện đến bom mắt thần. Những quả bom nặng 500 cân anh, điều khiển bằng radar để đánh xuống những đoạn thành quá kiên cố mà pháo vào bom thường không triệt hạ được nhưng cái tường thành ngạo nghễ kiên cố kia dầu chỉ còn thấp khoảng vài ba thước gạch đá ngổn ngang vẫn còn những đám con cháu bác hồ chui rốc trong những căn hầm chữ a loại hầm cứng chắc có khả năng chịu được phi pháo chỉ trừ khi bom rơi ngay vào miệng hầm thế nên cứ dứt pháo thì địch lại nhô đầu ra bắn điên cuồng về phía trước hiệp cùng cối pháo hỏa tiễn bên kia bờ thạch hãn trong núi nam sông bến hải dội xuống dồn dập không để bị bó buộc vì tình thế bộ tư lệnh sư đoàn thủy quân lực chiến lại thêm một lần thay đổi ý định điều quân lữ đoàn 369 bàn giao vị trí cho bạn lui binh làm thành phần trừ bị cái bánh trưng gọi là cổ thành kia được cắt ra làm hai. Nửa phía đông giao cho lữ đoàn 258 điều động châu Niên tiểu đoàn 2 thủy quân lực chiến đánh từ hướng Tây, ó biển tiểu đoàn 6 thủy quân lực chiến đánh chính diện cửa hữu theo đường Quang Trung, vùng cư dân trước đây gọi là phường Thạch Hãn. Lực lượng tấn công dứt điểm sẵn sàng trên tuyến sung phong đợt lôi phong chấm dứt sau 48 giờ bão lửa. Tại hầm chỉ huy tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến, thiếu tá cảnh nói cùng đại úy Thạch, đại đội trưởng đại đội 3, anh Thạch, tôi biết anh mới lui về nghỉ có mấy ngày, nay lại giao cho anh nhiệm vụ này thì kỳ quá, nhưng tiểu đoàn mình chỉ còn anh là đại đội trưởng cứng nhất. Kế hoạch lôi phong 2 đã bắt đầu từ ngày hôm qua. đợi trời chấm dứt tối nay anh đem đại đội lên trám tuyến cho thằng một rồi tìm cách tiến sát vào chân thành kia trước khi trời sáng. nếu không được thì nuôi về để trời sáng tụi nó nhìn rõ là hỏng việc. đại úy thạch về họp cùng với trung đội trưởng để bàn định kế hoạch đột kích. anh nói với những trung đội trưởng đang ngồi chen chúc trong chiếc hầm chìm bóng tối những tròng mắt khô rốc mệt mỏi trừng trừng nhìn xuống tấm bản đồ đặt trên đất đây cái bờ thành này đây làm thế nào đại đội mình cũng phải leo lên cho được điều tôi dặn kỹ là binh sĩ không được bắn vu vơ đến sát bờ thành thì tung lựu đạn thật nhiều rồi leo lên bám chặt vào đó đừng để tên nào leo xuống bám vào được thì mình mới có thể bung ra hai bên được. Rồi, đến trước viên thiếu ý cùng tên Thạch. Anh nói riêng, ông với tôi cùng tên Thạch là đá. Đá thì phải cứng đúng không? Tôi chọn ông đi tiên phong là thế đấy. Tôi hy vọng ông làm được việc. Đại đội 3, tiểu đoàn 3 thì quân lục chiến vượt tuyến tấn công lúc nửa đêm. 3 giờ sáng, đoàn quân đến mục tiêu ấn định. Bờ tường cổ thành Quảng Trị, nơi cách hầm đóng quân 200 thước, khoảng cách được vượt qua bởi những người lính bò im lặng trong đêm, trên gạch đá, mìn bẫy và dưới trùng điệp lưới lửa, đạn đại pháo của cả hai bên. Đột nhiên, một loạt đạn pháo binh nổ rền ngay trên đầu hướng tiến của đại đội. Đại đội trưởng giật mình cầm ống nói. Thạch Thảo. Anh có làm sao không? Thạch Thảo là danh hiệu truyền tin của Thiếu Ý Thạch. Trinh thẩm quyền vô sự. Có tiếng nói lao xa bên đầu trung đội của Thiếu Ý Thạch. Tiếp tiếng la mừng rỡ của người trung đội trưởng. Trinh Đại Bang. Thằng Xuân của tôi đã qua hào vào sát bờ thành. Pháo đang nổ trên đầu nó thâm quyền bảo ông phở bắc ngưng đi để tụi nó leo lên phở bắc đây chính là pháo bình báo cáo được nghe tiếp với những lời nói dứt khoảng dồn dập lẫn trong âm đậm đạn súng tay lựu đạn đại liên và pháo cối từ phía bắc bắn xuống yểm trợ đám bộ đội cộng sản thằng xuân đã lên đến bờ tường rồi Chúng tôi đã sang bên kia bờ hào nước. Tội nó, tụi nó bắn ghê quá, lên, lên đi. Không đợi nghe hết lời báo cáo, Đại úy Thạch đứng sổng dậy hét to. "Xung phong! Xung phong!" Tất cả đại đội vuột chạy nhanh qua chiếc hào thành đã cạn nước, vì đất đá hai bên đổ xuống. Những người lính đồng thanh hòa theo lời hô của viên đại đội trưởng. Xung phong! Xung phong! Những thân người ngã xuống vật vã trên gạch đá tan vỡ. Máu tươi rói, bắn ra những tia thấm đẫm bạt vào người bên cạnh. Không biết ai trúng đạn, ai còn sống. Khoảng cách quá gần và trời thì quá tối. Những người thoát đạn, sốc tới vẫn tiếp tục là Xung phong! Xung phong! Cùng lúc phía tây nam, đại đội của Đại úy Định thuộc tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến khi nghe tiếng hô rền từ cánh quân bạn cũng đồng bật dậy bỏ vị trí sốc tới xung phong! giữa bóng tối mù mịt có ánh chớp đạn pháo binh địch và lóe sắc của lựu đạn đánh cận chiến bóng hình người thủy quân lục chiến ào lên thấp thoáng. Vùn vụt trên những khối đen của dãy tường thành, loang lộ chập chờn lửa dậy. Bốn giờ sáng, trời vừa hừng đông, được tăng thêm độ sáng do đạn lửa của pháo hỏa tiễn cộng sản bắn tràn lên vị trí. Để các đơn vị bộ đội địch tháo chạy, những người lính thần ưng, tiểu đoàn 6, sói biển, tiểu đoàn 3, hoàn toàn làm chủ tràn ngập trên bờ thành phía nam, về phía đông, khu trách nhiệm của tiểu đoàn 8, tiểu đoàn trưởng, trung tá Nguyễn Văn Phán, vượt lên tuyến đầu đích thân thúc quân, ép sát vào bờ thành bởi nhận ra sức chiến đấu của đám lính cộng sản cố thủ yếu dần. Đang thất thần, tìm đường lần trốn trước đợt tiến công dồn dập uy mãnh của lính miền Nam. Những tên không tháo chạy được, đồng bị thanh toán tại hầm bằng lựu đạn hoặc súng tay bắn với khoảng cách gần nhất đạn xuyên vào da thịt người nghe lụp bụp thân người nảy ngược lên hướng chính tây mặt tấn công của tiểu đoàn hai cùng thiết đoàn hai mươi chiến xa lực lượng xung kích ào vào chân thành như thác lùa lũ lớn theo những khoảng vỡ đổ của bức tường thành nay đã biến dạng thành khối hình ngổn ngang chồng chất. Lính trâu điên sốc tới như tên hiệu đơn vị. Những con trâu trong cơn phẫn nộ hung hãn đánh phục thù cho trận lui binh oan nghiệt cuối tháng tư mà họ đã tận mắt chứng kiến. Đến chiều ngày 14 tháng 9, lực lượng thủy quân lực chiến kiểm soát toàn phần bờ thành, khu vực phía nam chia quân lục soát những khu hầm nhốt tù. Mà sau này, trước tháng 4, 75, tiểu khu Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ Binh đặt trung tâm hành quân. Đám lính Cộng sản ném súng, lội sông Thạch Hãn, tháo chạy về phía Bắc như đàn vịt nháo nhác trên khoảng sông phơi đáy cát. Một chiếc L-19 bay lờ lững trên cao, anh phi công tinh nghịch ra xuống sát mặt nước, bắn ra một trái đạn khói. Những tên lính cộng sản chạy trốn hốt hoảng đưa tay đầu hàng, đứng ngơ ngác trên dòng sông, mờ đục, trống trải. Đêm 14 tháng 9, lần đầu tiên sau 48 ngày đêm, Đại úy Thạch Đại đội trưởng Đại đội 3, tiểu đoàn sói biển đơn vị tiền phong của đợt đột kích dứt điểm cổ thành. Được ngủ một giấc dài, vì đôi giày đã được cởi ra. Nhiều người lính của mặt trận Quảng Trị cũng được hạnh phúc nhỏ bé tầm thường tội nghiệp này. Sáng hôm sau, ngày 15 tháng 9, 1972, từ căn hầm phòng thủ nơi đặt ban chỉ huy đại đội qua lỗ hỏng Thạch thấy một rừng lá cờ vàng ba sọc đỏ bay uy nghi trong gió sớm lẫn màn khói đạn. Bom chưa tan hẳn. Anh thấy cay cay trong mắt với cảm giác nôn nao thầm lặng. Cảm xúc từ rất lâu rồi anh không có. Cảm giác muốn khóc về một điều bi phẫn. Thạch nhìn quanh. Những người lính đồng có sắc đỏ sẫm ươn ướt nơi tròng mắt. Những khuôn mặt chai cứng, Hư hao, loang lổ, lấm láp khói đạn, bụi đất đồng dũi ra theo độ sáng của ngày mới, vẻ kiên nghị kiêu hành xen lẫn đau đớn kìm giữ. Thạch nhìn xuống những xác binh sĩ đồng bạn mới đem về, nằm bó gọn trong những bông xô phủ bụi đất, bê bết máu. Anh Lơ đãng nghe báo cáo về số lượng vũ khí sơ khởi được tịch thu, đâu khoảng 2 tấn rưỡi phải cần tới một GMC mới chở hết được. Nơi trung tâm hành quân Bộ Tư lệnh Tiền Phương Quân đoàn 1 ở thành Mang Cá Huế, Trung tướng Ngô Quang Trưởng cất chứng nón sát đã đội suốt từ bao ngày đêm. Người chỉ huy chiến trường ngồi lặng im rất lâu. Mặt ông trầm xuống, không gợn nét, không đổi sắc. 30 năm sau, báo chí Mỹ cho dù tờ báo khách quan đứng đắn hoặc giới học giả nghiên cứu khi viết về lịch sử quân sự Việt Nam đã không hề có một dòng chữ ngắn đối với chiến công lẫm liệt kể trên. Phim ảnh, sách, báo chí Mỹ với những đầu óc chủ bài lẫn tự tôn, thiền cận từ tư cách chuyên nghiệp Bác học của văn minh kỹ thuật cao thật sự do không đủ can đảm, trí thức tự nhận nỗi bất lực, thảm hại của bản thân, xã hội, bộ máy cầm quyền của quốc gia mình nên đã không nhìn rõ địch tình, đánh giá thấp, không tận hiểu đúng sức mạnh tinh thần của một dân tộc, quân đội bản điển hình như thượng nghị sĩ Bob Kerry, kẻ viết biên khảo Stanley Karnow đại diễn phim ảnh Oliver Stone vân vân đã sử dụng hệ thống thông tin đại chúng Mỹ để trút lỗi lầm thất bại gánh nặng hội chứng Việt Nam lên lưng người lính Việt với một lý luận hàm hồ chung nhất quân lực Việt Nam Cộng hòa không chịu chiến đấu dù rằng người Mỹ đã góp nên trị giá 58.000 người chết và hơn 100 tỷ đô la trong cuộc chiến với Cộng sản Việt Nam. Những kẻ này đã không hề biết đến hoặc cố tình không biết đến những số liệu. 587 tù binh Mỹ và người nước ngoài, gồm một binh sĩ Đại Hàn và hai binh sĩ Thái. Số liệu của Ban Liên Hợp Quân sự do chính bản thân người viết làm báo cáo là 585 trao trả theo điều khoản của Nghị định Thư Tù Binh. Hiệp định Paris gồm 473 nhân viên quân sự thuộc thành phần phi hành đoàn của những phi cơ bị bắn hạ trên lãnh thổ Bắc Việt. Kể từ khi Mỹ bắt đầu oanh tạc miền Bắc do cớ sự vụ tàu Meddock. Để kết luận, trong 68 ngày bao nhiêu cân bom, trái đạn đã rơi xuống trên mỗi phân đất của thị xã chiều dài không quá 15 phút Honda ấy. Quảng Trị muốn được kêu lên một tiếng, muốn nhỏ xuống dòng nước mắt thành phố quê hương là thánh địa, chịu nạn cho hết tai ương nhân loại. Không một nơi trốn nào trên địa cầu này phải chịu đựng cảnh huống điêu linh khốc liệt bằng vùng đất gọi tên Quảng Trị nơi thị xã có khối cổ thành đinh công tráng không một dân tộc nào có sức chịu đựng so cùng dân và lính ở miền nam phải người lính việt nam đã chiến đấu và tồn tại như một nhiệm màu trên màu nhiệm bình thường lặng lẽ này tổ quốc điêu linh thở từng hơi ngắn đớn đau nhưng bền bỉ chữ nghĩa hoàn toàn vô nghĩa trước chân dung bi tráng hùng vĩ của người và quê hương nơi đất phương nam với người chỉ huy giữ nước tên gọi ngô quang trường phan nhật nam trân trọng cảm ơn quý vị đã nghe